Vẫn như thường ngày, Izuma cùng cờ Laza và Alice tới trường. Nhưng hôm nay có hơi lạ, Izuma đang vác theo cái túi gì đó rất to phía sau. Chắc là để tránh mặt mọi người đây mà, mọi hoạt động ở trường vẫn diễn ra bình thường. Nhưng giờ đây Izuma đã trở thành người nổi tiếng. Cũng bởi sau vụ ở công viên hôm trước nên cả lớp cá biệt đã trở thành idol của trường. Đặc biệt Izuma đã trở thành idol hàn sẻ, được nhiều người săn đón. Đi tới đâu cũng có người muốn xin chữ ký. Cô nàng Dosanco thì phởn thôi rồi luôn. Còn Amelie lúc này chắc chắn là đang ghen đứa đủ rồi. Mãi mới thoát khỏi đám fan cuồng, vừa bước đến cửa lớp thì thấy mấy đứa bạn đang rất tận hưởng. Lâu lâu mới được làm người nổi tiếng nên cứ phải gọi là khoai khoái khoai khoai. Học kỳ mới trường sẽ có rất nhiều hoạt động như lễ thu hoạch hay lễ hội âm nhạc. Đây cũng là dịp để thăng hạng, nhưng cái đó chỉ dành cho học sinh năm nhất. Còn đối với lớp cá biệt là trường hợp đặc biệt vì đã sử dụng phòng học Joy ở One, thầy Kalego yêu cầu cả lớp bắt buộc phải đặt hạng Dalet trước khi lên năm 52. Chỉ cần một đứa thất bại thì cả lớp sẽ phải rời khỏi phòng học này ngay lập tức. Nghĩ đến cảnh phải trở về cái máng lộ xưa, cả bọn khóc thét. Nhưng tất nhiên để giúp cả lớp đủ khả năng lên được hạng đó, nhà trường đã chuẩn bị những giáo viên đặc biệt cho từng đứa một. Năm giáo viên ấy chia đều ra mỗi người hai học sinh, thì còn sót lại mỗi Izuma và Alice. Hai đứa hoảng loạn vì nghĩ sẽ phải chịu sự huấn luyện của thầy Kalego. Nhưng không, giáo viên được bổ nhiệm làm hướng dẫn cho hai đứa lại là thầy Zobi. Cũng vì vụ này mà trong tiết học đứa nào cũng lo lắng khóa huấn luyện sẽ rất đáng sợ. Ngay khi tiết học vừa kết thúc, các giáo viên đặc biệt đã đổ ập vào đón tụi nhỏ đi luôn. Thay mặt cho mọi người cô giáo mổ vịt xin lỗi vì sự lộn xộn này. Bắt đầu từ thầy Phu Phu phụ trách rát và A cơ. Thầy đang dẫn hai đứa ra khỏi trường học, ông nói sẽ đến tiệm người lớn làm hai đứa đỏ mặt và có vẻ rất khoái. Cô giáo mít ướt V3 phụ trách Agaz và Goemon thì cô sợ bọn nhỏ đến phát khóc mà tự nhủ mình sẽ làm được. Đột nhiên cô triệu hồi ra một cái lồng bằng nước rồi nhốt hai đứa bên trong. Mr. H phụ trách kê Joji và Kamui bất ngờ xuất hiện trong sờ Tadio làm nhỏ giật mình. Nhưng thầy hứa sẽ không kể chuyện cô làm Akudo cho Kamui biết, cũng như đã xin trợ lý của cô cho phép rồi. Tiết đặc biệt này sẽ giúp cô bé trưởng thành hơn với tư cách là Akudo. Về phía cờ Laza và Elizabeth, dưới sự hướng dẫn của James Sensei sẽ giúp các em nâng mức độ phụ nữ lên. Có vẻ hai nhỏ này là người háo hức nhất cả lớp. Sắc nóc và Alice thì chịu sự huấn luyện của thầy Ba Lam. Cơ mà mới có ngày đầu mà đã te tua thế này rồi. Tóm lại tất cả các giáo viên đã chuẩn bị kế hoạch cho từng học sinh để giúp cả bọn nâng cao năng lực trở thành học sinh năm nhất đỉnh cao nhất. Mà có vẻ chỉ riêng nhóm Izuma là xui xẻo vớ phải ông thầy tăng động. Thấy toàn là chơi chứ méo học hành gì hết. Nhớ lại ngày hẹn hò cùng nhau trong kỳ nghỉ, Ameji thầm nghĩ không hẳn là Izuma không thích mình. Izuma trở nên rất nổi tiếng. Điều này khiến cô cảm thấy rất bất an. Vừa nghĩ tới mà Izuma đã nhắn tin ngay. Cậu xin lỗi cô vì lớp đang trong kỳ huấn luyện đặc biệt cho lễ thu hoạch sắp tới nên sẽ không thể ghé qua đọc truyện cho chị được. Hành động này làm Ameji nhớ tới một cảnh trong truyện tranh. Dù cho hai đứa có cách xa thì con tim vẫn luôn hướng về nhau. Nếu vậy cô cũng không có gì phải buồn cả. Lúc này thầy Robin đang dẫn Izuma và Lit tới gặp chị họ mình vì một mình thầy hướng dẫn sẽ không yên tâm lắm. Mới vào tới nơi chưa gì thánh đã bị bà chị đập cho một trưởng bay sấp mặt rồi. Đây chính là ba chi cô chị họ của Robin. Cô ấy có vẻ là một người rất men lì khi bắt hai đứa quỳ xuống rồi nghe chửi. Lý do cô ghé qua đây chẳng qua là vì ngài Sullivan nhờ vả thôi, nếu không cô cũng không rảnh hàng đâu. Hai đứa cầu xin cô hãy ở lại dạy dỗ hai đứa, chứ để ông thầy Robin kia có mà ăn cá mất. Nếu muốn được mình chỉ dạy, ba chi cô bắt hai đứa phải đối xử cho cô có cảm giác giống như một sư phụ. Từ việc khiêng vác khắp trường, rồi phải đi mua nước ép loại siêu ngọt về cho bà. Thấy bức tường không vừa mắt liền bắt cả hai đứa sơn lại ngay, bất chấp có bị giáo viên trong trường mắng. Yêu cầu tiếp theo của cô là được nhìn mấy thứ dễ thương thế là Izuma và Lit phải cốt bờ thành hầu gái dễ thương để phục vụ bà cô này. Tiếp theo cô ta muốn ăn bánh kẹo do hai đứa tự tay làm và đây chính là nguyên liệu mà ba Chico đã chuẩn bị cho cả hai. Khó khăn lắm Izuma và Lit mới hái được trái dâu tây từ con quái. đem về thì cô ta lại chê không cần nữa và tha cho hai đứa về được rồi. Thế rồi cứ ngày qua ngày, sau khi kết thúc buổi học trên lớp lại chuyển qua tiết học đặc biệt. Izuma và Lit bị bóc lột không khác nào chân sai vặt. Chơi chán xong cô ta lại đi về, trả dạy cái mẹ gì. Nhưng dẫu sao Izuma cũng quen với mấy chuyện như này rồi và tin chắc ba Chico có kế hoạch riêng. Thế là lít đang chuyển qua học cùng thầy Robin và mong Izuma lúc nào đó cũng qua cùng mình. Ba Chico rất bất ngờ vì chưa từng có ai nghe lệnh cô răm rắp như này cả. Cô liền đưa một câu nhận xét thẳng thắn là đồ đại ngốc. Câu nói này làm Izuma cả đêm thao thức. Lồng ngực cậu bức bối, cổ họng thì như nghẹn lại và phải thốt lên một câu đầu mờ cay thế chứ lại. Thanh niên tức đến nỗi không ngủ được liền gọi điện than thở với Alice nhưng bất ngờ giờ này cậu ta vẫn đang phải hoàn thành một lượng bài tập lớn mà thầy Ba Lam đã giao. Cờ La Gia cũng vậy, cô gửi ảnh đang phải luyện tập đến khuya. Nhận ra mọi người đều đang cố gắng, nên Izuma quyết tâm không được bảo gì nghe nấy nữa. Cậu quyết sẽ trở thành chân sai vật hoàn hảo bằng ý chí của chính mình. Trong suốt hai tuần huấn luyện khắc nghiệt vừa qua đứa nào đứa nấy đều phờ phạc hết sức. Bắt đầu kể chuyện từ phía Goemon và Agazet. Sư phụ Vepa cho rằng năng lực dòng dõi của hai đứa chỉ mạnh được khi ở trên mặt đất nên bài huấn luyện sẽ giúp cả hai nhận biết và khắc phục tình huống ở môi trường khác. Thế nên ngày nào họ cũng phải chìm lìm trong bể nước không khác gì tra tấn. Tiếp theo là Lít được thầy Robin yêu cầu mang những thứ mình yêu thích đến. Nên cậu đã lôi hết đống game lên liền bị bắt phải phá đảo chúng trong vòng 6 ngày. Đây là bài huấn luyện sức tập trung nên cậu bị vắt kiệt sức suốt đêm. Phía sáp nóc và Alice còn bị yêu cầu không đánh chúng một đòn là khỏi về nhà luôn. Tuy vậy đòn đánh của hai người đều quá dễ đoán nên liên tục bị thầy Ba Lam bón hành đến bầm dập. Phía cờ la ra với Elizabeth lúc nào họ cũng bị bắt phải luyện tập hút hồn bất kể giờ trên lớp. Về phía Joji thì đang trong trạng thái mất bình tĩnh, phải để Kamui kể chuyện giúp, bài huấn luyện của họ là cần thấu hiểu các loài khác nhau ở cùng một môi trường. Họ bị nhốt trong một cái lồng toàn các ma thú hôi hám dơ giấy cả ngày lẫn đêm, làm Joji không chịu nổi. Còn Kamui thì lại muốn được nhốt chung lồng với cô bạn. Cuối cùng là Izuma, ai cũng nghĩ chắc hẳn bài luyện tập của cậu khắc nghiệt nhất. Izuma bắt đầu tạo bầu không khí đáng sợ rồi kể bước một là đun nước sôi. Sau đó sẽ chuẩn bị trà và bữa sáng cho sư phụ, rồi giúp ngài đi mua đồ, giặt rũ vân vân và mây mây. Cả lớp nhận ra như thế là bắt nạt làm đầy tớ chứ huấn luyện cái nỗi gì. Ai ai cũng vất vả hết, không biết rồi tương lai sẽ về đâu. Tuy chán nản và có vẻ không tin tưởng họ cho lắm, nhưng ngay khi nhận được tin nhắn, cả bọn vẫn muốn tiếp tục. Dù gì thì cả bọn cũng là lớp cá biệt. Trước khi đi cờ la ra còn không quên tạo dáng hút hồn Izuma. Về phía ba Chico đang rất nóng máu đợi nhóc Izuma, thì giật mình vì ông suli van tới bình thường ghê gớm không ai bằng thế mà đứng trước mặt ông một cái là mặt mày đỏ bừng bừng khi suli van nhắc lại chuyện giao izuma cho cô thì ba chi cô giật mình nhớ tới vụ huấn luyện đặc biệt ngay lập tức cô đi yêu cầu izuma chế tạo vũ khí mới hóa ra bấy lâu nay sai vật cậu thoải mái quá ba chi cô quên khuấy mất vụ tập huấn vốn có họ hàng với thầy jobin nhưng cậu ta thuộc nhánh phụ còn ba chi cô thuộc nhánh chính bộ cung tên này chính là cộng sự mạnh nhất của cô năng lực dòng dõi của nó là vũ thực tuyệt vọng bách phát bách chúng chỉ với một cú bắn đã trúng đỉnh lá cờ ở sa tít đằng kia gây một vụ nổ khủng khiếp chỉ cần duy trì được sức tập trung thì chắc chắn phát bắn nào cũng trúng phốc nó là dạng tiến hóa từ năng lực dòng dõi một phát tất trúng của jobin tuy nhiên giới hạn chỉ sử dụng được một lần một ngày kẻ bắn được trăm phần trăm chúng chỉ có ba chi cô với một người thủ lĩnh và một đại thủ lĩnh trước đây có rất nhiều kẻ ngưỡng mộ đến sinh học bắn cung của cô nhưng toàn là bọn cả thèm chóng chán Cung là một loại vũ khí rất đáng sợ chỉ cần sử dụng thành thạo sẽ xoay chuyển được thế trận, nhưng nhìn cái mặt của Izuma đâu có giống đang thất vọng. Cậu rất muốn học chiêu thức xịn sò so vừa rồi. Nhiệm vụ đầu tiên là đi tạo vũ khí, Bachiko đang ung dung dẫn cậu tới một nơi mình rất tự hào là phòng sư đoàn nghiên cứu ma cụ. Các giáo viên khác trong trường phải ngỡ ngàng vì đội ngũ giáo viên của lớp cá biệt toàn những ác ma lừng lẫy. Chính bản thân thầy Kalego là người chọn các giáo viên, nên họ nghĩ không lẽ vì tư thủ cá nhân mà thầy muốn tìm cách đuổi chúng nó ra khỏi phòng học vua. Đúng thật được nhìn tụi nó đau khổ thì thầy vui đáo để nhưng đây cũng chính là một sự thúc đẩy nghiêm túc tiếp tục đến với tiết học cô vepa không lúc nào là ngưng khóc vì thấy tội nghiệp các em lit thì chơi game suốt ngày đêm mà vẫn thua cuộc trước tay thầy robin sao nóc với alit ngộ ra cứ như này mãi sẽ không bao giờ đánh chúng thầy được nên quyết định hợp sức về phía izuma thì được ba chi cô dẫn tới phòng nghiên cứu ma cụ nhiệm vụ đầu tiên của cậu là nhờ cái đám dở hơi ở đây chế tạo cho cây cung nhưng khi izuma là thành viên ở đây cô lập tức sốc ngang Mất công nãy giờ giới thiệu quê muốn đội cái quần lên đầu luôn. Vừa mở cửa ra hai người giật mình vì thấy thanh niên Sine. Cậu là một thành viên khác của sư đoàn, đang làm một màn chào đón. Anh ta còn sử dụng con quay làm bộ như nhỏ đang dỗi vì Izuma chẳng chịu đến đây. Cậu thì đang sốc hết sức vì Senpai toàn lôi cả đống thứ về biến nơi này thành mới hỗn độn. Ba chi cô nhặt được một cái thân cây, liền vận sức niệm thần chú. Và biến thành cây cung, năng lực dòng dõi của cô cho phép chế tạo được cung ma lực. Hay hoa làm ra cung hoa nó giống với việc tưởng tượng ra dùng nguyên liệu của hạt nhân làm thành hình cây cung. Sine cũng niệm chú vào mô hình waifu và nó cho ra ngay cây cung hình hội trưởng. Đây sẽ là waifu ngọc ngà mà anh ta nâng niu hết cỡ. Sau một hồi tìm tòi Izuma có vẻ hứng thú với cái lông vũ của con thủ lĩnh kim tiễn. Sau khi trình chiếc nhẫn ác thực, cậu đọc câu thần chú và đã thành công triệu hồi ra một cây cung. Nụ cười lập tức dập tắt bởi cú đạp của ba chi cô phá tan nát nó. Tuy ma lực Izuma mạnh nhưng đó chỉ là bắt chước theo cây cung của cô thôi. Thế là cậu nghĩ về điều mình muốn đó là có thể bảo vệ mọi người. Nhưng kết quả ra cây cung hình lá chắn. Thế rồi thử hết lần này đến lần khác đều ra kết quả thảm hại. Ba Chico chỉ cho Izuma một cơ hội cuối cùng nữa. Vì trên chiến trường không phải lúc nào cũng có sự lựa chọn. Nhớ lại trước kia mỗi lần học trò tập cách tạo cung cô đều cổ vũ hết mình. Dù họ có thất bại ba cô cũng không hề trách móc mà động viên cố gắng vào lần tới. Thế rồi ngày qua ngày bất kể thời tiết khắc nghiệt hai người vẫn nỗ lực và cuối cùng đã thành công ba chi cô vội vã khoe tin mừng với jobin về thằng nhóc đệ tử đáng tự hào của mình thế nhưng đặt niềm tin càng nhiều thì càng đau đớn gấp bội khi cậu ta xin bỏ cuộc vì không thể theo được nữa nhưng ba chi cô vẫn chưa dừng lại cô vẫn rất nhiệt tình dạy dỗ các lứa sau nhưng vẫn chẳng một ai theo được đến cùng dù đưa cậu em jobin hết lời động viên nhưng kể từ đó tính cách của cô mới trở nên ghê gớm như hiện nay vì nghĩ izuma cũng sẽ giống bọn đệ tử cũ nên cô ra khỏi phòng trước luôn về phía cô vepa cô vẫn đang khóc hết nước mắt thương tình mà muốn thả các em ra. Nhưng nghĩ lại đây là khóa huấn luyện đặc biệt, không lẽ mình chỉ dạy khắt khe quá. Cảm thấy bản thân không hợp nghề giáo viên, cô đang tính từ chức, thì ngay lúc đó cả hai đứa đã thành công thoát khỏi chiếc lồng nước. Goemon nhận ra nước và gió đều có dòng chảy khá giống nhau. Còn Agaz cứ xem nước là mặt đất thì sẽ nắm được ngay. Cô Vepa xúc động ôm trầm lấy hai đứa. Về phía Mr. H, ông đang muốn dạy cho Kezoji một chiêu hồi sư về sự thấu hiểu tôn trọng và thành kính với đối phương cơ mà quay ra thấy nhỏ dường như đã trở thành một bà hoàng khiến toàn bộ các con mà thú nghe lời giam giáp có lẽ người nhà nhất trong kỳ huấn luyện này là Camui vì cậu ta vốn đã rất thân thiết với các loài ma thú lit vẫn thua game liên tục dưới tay thầy robin nhận ra thằng cu đã đuối sức quá rồi nên chắc sẽ nhường nó một chút nhưng trong lúc mải suy nghĩ phân tâm thầy đã thật sự thua dưới tay lit trong khi còn chưa kịp nương tay về phía xác nóc với alit thay vì thân ai nấy lo hai đứa đã thử hợp lực mà cuối cùng cũng đánh trúng thầy thành công một đòn vậy là đã qua được bài huấn luyện elizabeth thì với tố chất đỉnh cao cũng nhanh chóng trở thành một cô nàng quyến rũ nhưng vấn đề là ở con bé cờ la ra không khá hơn chút nào trong lúc đang rất thất vọng thì bất ngờ bị nhỏ ôm chầm lấy cô cùng một câu cười nói dạng dỡ không hiểu sao điều đó lại khiến tim cô đập thình thịch chẳng lẽ sức quyến rũ nổi bật của cờ la ra là sự thuần khiết lúc này Sine đang đi mua đồ cùng ba cô anh ta yêu cầu nhân viên phải gói quây của mình thật kỹ và nhẹ tay trên đường trở về phòng ba cô thầm nghĩ có lẽ izuma đã thất bại và bỏ chạy luôn rồi không chừng nhưng thật ra cậu vẫn chưa thể hình dung nổi hình dáng cho cây cung của mình trong lúc đang muốn phang cái đầu đi thì ali xuất hiện khuyên cậu nên đổi sư phụ nhưng izuma đã quyết tâm nhất định sẽ khiến kẻ dám chê mình là đồ đại ngốc phải suy nghĩ lại dù cho có bị mắng chửi hay sai vặt bắt nạt thì ít nhất dù chỉ một lần cũng muốn được sư phụ khen vậy thì ali gợi ý dục vọng xấu hổ nhất mà cậu không muốn nói với ai là gì izuma đỏ bừng mặt lung tung nói mình là con người khác với các bạn nhưng lại muốn được ở bên họ cậu muốn trở thành vị anh hùng để cùng nhau đặt hạng dalet ngay khi đọc to câu thần chú, ba chi và Sine về tới nơi thì ngỡ ngàng trước thứ ánh sáng phát ra trong căn phòng. Đây mới thực sự là thứ mà cô trông đợi suốt bao nhiêu năm qua và Izuma đã làm được. Vậy là trải qua vài tuần tất cả học sinh lớp cá biệt đều đã đến trải địa ngục và hoàn thành khóa huấn luyện thành công. Lúc này ba chi dặn dò chỉ được dùng cung duy nhất hai lần nên cần sử dụng vào lúc quan trọng nhất. Còn lúc này đây bài thi thực hành cuối cùng của năm nhất là lễ thu hoạch đã chính thức bắt đầu đằng sau ngôi trường có một khu rừng rộng khổng lồ với đầy những hàng rào đầm lầy và dây leo bao quanh thứ hạng của các học sinh sẽ được quyết định dựa trên tổng điểm kiếm được từ đồ ăn mỗi người thu về học sinh có thể hợp tác chung sức hay lừa dối lẫn nhau để kiếm điểm đó chính là thứ hấp dẫn của kỳ thi này nhà vô địch lễ thu hoạch năm ngoái chính là hội trưởng hội học sinh những nhà vô địch các năm trước đó sau này cũng đều trở thành các ác ma anh kiệt của ma giới mở đầu cuộc thu hoạch sẽ có bốn lối đi và các học sinh năm nhất năm nay nhìn ai nấy đều ưu tú hết ví dụ như cậu bạn này bất cứ ai đến gần đều bất tỉnh. Hai anh em nhà nhầy nhụa lẽ ra đang học năm hai nhưng vì suốt ngày bỏ học ra chiến trường nên họ bị đúc. Cậu bạn này cũng là một ứng cử viên vô địch, là học sinh năm nhất đứng hạng nhì cả về thực hành lẫn lý thuyết. Còn nói về hạng nhất thực hành thì là Alice và hạng nhất lý thuyết là Alo cơ lớp cá biệt. Nhắc tới lớp cá biệt, ai cũng mặc định trong đầu họ là những con người vui tươi vô hại. Thế nhưng trong cuộc thi lần này lớp cá biệt xuất hiện với một bầu không khí hoàn toàn khác. Sau khi trải qua những bài đặc hơn gian chân, ai nấy đều ngầu hơn hẳn. Elizabeth chưa gì đã quyến rũ được ba thanh niên rồi. Còn cờ la ra không hiểu sao cứ ẩn mình trong cái túi ngủ mãi, để chứng minh ai là người chịu đựng sự rèn luyện khắc nghiệt nhất. Cả lớp sẽ cùng phân thắng bại bằng lễ thu hoạch. Để được gặp lại Izuma, Alice đã phải chịu đắng nuốt cay trải nghiệm kỳ tập huấn. Nhưng giờ mới nhận ra tại lễ thu hoạch lại phải xa cách nhau tiếp, mà vốn ngay từ đầu cậu đã đặt hàng Dalet rồi nên đâu quan trọng kết quả kỳ thi này. Tổng thời gian thi sẽ là trong vòng 4 ngày. Các học sinh thoải mái lựa chọn một trong bốn cửa vào trước khi tản ra lớp cá biệt tập trung lại động viên lẫn nhau và izuma đã hét lên một câu tuyên ngôn thách thức các lớp còn lại sau 3 giây đếm ngược kỳ thi đã chính thức bắt đầu các học sinh tản ra ùa vào rừng đông nghịt mỗi người sẽ phải đi thu hoạch nguyên liệu và nó cho số điểm khác nhau tùy vào độ khó nhưng cấm các hành vi trực tiếp tấn công đối phương các giảng viên cũng sẽ đi kiểm tra để đảm bảo an toàn cho học sinh tại khu số một cả bọn đang ung dung vì chiến lợi phẩm ở đây rất nhiều mà lại dễ vừa nói dứt lời một con hổ dâu kẹo xuất hiện với số điểm là 150. nhưng cả lũ lập tức bỏ chạy không ai dám thu hoạch alice chỉ với một đấm hạ gục nó luôn nâng số lượng thu hoạch của cậu lên kha khá, khá. sáp nóc cũng vậy hai người đang hợp tác với nhau cùng đi thu hoạch những con quái khủng điểm năm ngoái hội trưởng ameji đã chiến thắng với 59.000 điểm đồng nghĩa với việc hai đưa phải kiếm được ít nhất 100.000 điểm và sẽ có một vài con thủ lĩnh cấp bót với số điểm lên tới tầm 3.000 một con tuy nhiên còn một thứ nguyên liệu hiếm có trong truyền thuyết là le gần lip đó là một thứ nguyên liệu bí mật không được xác định rõ và nó đem tới tận 100.000 điểm. Nhưng từ xưa đến nay chưa một ai tìm thấy thứ đó cả. Theo như kiến thức và tư duy của Alice thì cậu vạch ra bản đồ suy đoán được vị trí của Legendary. Lip. Nhưng trong lúc sơ xuất một tên đã đột nhập được vào trong bức tường lửa và nghe hết kế hoạch của họ. Và đó chính là anh em nhà nhầy nhụa bị Lưu Ban đang muốn thách đấu với người một trận. Họ muốn thi xem bên nào bắt được nguyên liệu gấp bót trong hàng trước. Nếu hai đứa thắng thì anh sẽ cho hết chỗ nguyên liệu đã thu thập được tầm 1.200 điểm. Còn ngược lại nếu hai anh mà thắng thì Alice và Sáp Nóc sẽ phải trả lại sư phụ cho họ. Mục đích duy nhất hai người từ chiến trường đến đây chỉ vì muốn đưa người ấy quay trở lại. Họ cho rằng một người mạnh như sư phụ mình không thích hợp ở chốn trường học này. Chuyển qua khu số 2, dường như toàn bộ ma thú nơi này đều phục tùng dưới chân kê do gì. Chúng nó tự mình dâng nguyên liệu lên làm lễ vật. Còn ca mui phụ trách thay mặt nữ vương giao tiếp với chúng. Bất cứ kẻ nào lại gần đều bị cô đóng băng hết. Chưa kể đến hai con sử ma canh gác ở hai bên kéoji là học sinh nam nhất đặc biệt có tới hai sử ma mặc dù không để lộ mình là akudo nhưng cô vẫn đang gây sự chú ý những ngày luyện tập bẩn thỉu hôi hám phải triệu hồi liên tục lại còn duy trì công việc akudo nên cô mệt xã rời luôn nhưng dần dần đã rèn rũa được để đối mặt với sự yếu ớt của bản thân nên dù cho có niêm phong vẻ đáng yêu lại thì vẫn còn sắc đẹp hiện diện về phía khu vực ba kẻ đứng đầu là solat thành viên của sư đoàn thực vật ma tính cậu ta sử dụng tri thức về thực vật để dù có đứng im vẫn tìm ra những nguyên liệu hiếm không cần động tay chân Solas ra chỉ thị cho những người khác thu hoạch về rồi chia đều ra cả nhóm. Vua tri thức Aloker cũng tài năng không kém. Cậu hợp lực với Solas rồi thay mặt cả nhóm đem đống nguyên liệu đã thu hoạch được tầm 1.500 điểm qua chỗ báo cáo. Dù báo cáo là một tháp để nộp nguyên liệu và quy đổi thành điểm. Người thu hoạch sẽ nộp tên mình cùng với nguyên liệu. Lúc này Solas mới tiết lộ ban nãy có nói tầm này được khoảng 1.500 điểm nhưng thật ra phải đến 2.000. Nên cậu ta muốn bí mật chia đôi 500 điểm đó thì Aloker đồng ý luôn. Lừa gạt cũng chính là một mưu dùng miệng lưỡi để qua mặt đối phương. Solat quay về trước còn cơ đi thám thính một chút sẽ về sau. Nhưng khi về đến nơi cả bọn đều thắc mắc Solat vừa đi đâu vì trụ báo cáo ở hướng đông. Thì ra cơ đã sử dụng một loài hoa tỏa ra mùi hương làm kẻ khác rối loạn phương hướng. Cái trụ báo cáo và giấy báo cáo vừa rồi đều là giả. Nhân viên thu nguyên liệu thì do rát ngụy trang và hai người đã ấm chọn 2.000 điểm. Trong trận chiến này ai xảo trá hơn sẽ là kẻ chiến thắng. Nhưng chúng vẫn chưa là gì so với những ngày tháng địa ngục mà hai người đã trải qua. Quay lại vài tuần trước, ban đầu được trung sĩ phu phu dẫn tới hộp đêm là trốn ăn chơi của các ác ma trưởng thành. Nghe tin năng lực của bọn nhỏ đỉnh lắm nên mấy người lớn ở đây muốn chiêm ngưỡng. Rát liền chủ tài móc ví tài tình, Aloker thì có thể tính hóa thiết kế toán trong chớp mắt. Đây là bài học tạo quan hệ với người trưởng thành cũng như luyện trí thông minh để lừa lọc. Lần đầu bạn học sinh được biết đến những trò vui của người lớn nên khoái vô cùng. Cả hai trải qua quãng thời gian đẹp như mơ và rồi khi tỉnh dậy hai thằng đã bị bán đi. Trung sĩ Phu Phu chưa từng nói sẽ trả tiền cho nên coi như chúng nó chơi xong ăn quỵt. Dắt và Alo Cơ sẽ bị bắt làm nhân viên để bù vào tiền nợ, cũng như trả dùng luôn khoản nợ trước đó của Phu Phu. Vào thời khắc ấy hai đứa đã nhận ra việc trổ tài là để ông ta có thể bán mình với giá cao. Đương nhiên Dắt và Alo Cơ chìm trong địa ngục làm thêm suốt 3 tuần. Công việc bù đầu tất mặt tối, còn phải chịu đựng những vị khách say xỉn lôi mình ra chút giận. Nhưng bù lại cả hai cũng tận mắt thấy được những tiểu xảo của người lớn. Từ cách chào hỏi đến lễ nghi uống rượu tại các vụ đàm phán nhờ đó rát và alo cơ đã rèn luyện được khả năng đoán xem đối phương nghĩ gì thế nhưng chỉ riêng suy nghĩ của thầy phu phu là không tài nào đoán nổi ngày nào ông ta cũng đến cho chơi trò đoán đồng xu nằm ở tay nào nếu đoán đúng sẽ được thả ra nhưng lần nào cũng thất bại hết ngồi tâm sự với nhau rát kể về thằng anh trai để cáng nhà mình cũng như cái sự lấp liếm của ông thầy kia rất khó chịu alo cơ khá bất ngờ khi cậu ấy lại tâm sự về điểm yếu bản thân và rát thì bất ngờ khi alo cơ cũng biết tức giận ông thầy kia giống mình có vẻ như vậy mà hai người bạn càng thân thiết với nhau hơn và cùng nghĩ ra chung một tham vọng cho đến khi chỉ còn một ngày là kết thúc thời hạn ba tuần hai đứa rất nóng lòng muốn được chiến với lão ta một trận nữa ngay khi thầy vừa tung đồng xu rất lập tức dùng năng lực dòng dõi cướp lấy nó và đoán là tay phải bởi luật vốn dĩ đâu bắt buộc nằm ở tay ai nên vậy vẫn tính là trả lời đúng làm nguyên hộp đêm đều không khỏi thán phục hai đứa hứa rằng đến một ngày nào đó sẽ lừa được ông một vố mà khóc lóc thảm thiết nhưng thế éo nào lão thầy lại đang khóc cạn nước mắt chắc là vì cảm động về hai đứa học trò đây mà. Trong phút chốc đồng xu đã biến mất hoàn toàn khỏi tay rát và đáp án là tay trái. Đây là bài học về cái giây phút nghĩ mình đã chiếm ưu thế lại càng phải cảnh giác hơn lũ ngu xuẩn. Hai người cây cú và hứa rằng nhất định sẽ vô địch lễ thu hoạch để thách đấu lão một lần nữa. Chuyển qua khu vực số 4, các học sinh dường như đang tụ tập bao vây để săn Izuma. Việc cướp sản vật thu hoạch cũng là hợp pháp miễn sao không làm ai bị thương là được. Thầy Ba Lan lại nghĩ đó là cái bẫy của Izuma có thể cậu đang phục kích rồi răng lưới tóm gọn một mẻ. Nhưng có vẻ thầy đã nghĩ quá sâu xa rồi. Thanh niên Izuma chỉ đang đợi nước sôi rồi ăn lẩu thôi. Quay trở lại cái lúc mới bắt đầu tản ra Izuma đi cùng Lít. Rồi cậu cứ mải mê ngắm nhìn những bông hoa dễ thương. Về phía các giáo viên là bình luận viên của kỳ thi này. Với tư cách là nhà vô địch đời trước, thầy Ba Lam có một lời khuyên đó là mới vào thì không nên săn bắt nhiều. Vì thời gian sinh tồn là tầm 4 ngày nên bước đầu phải làm quen với môi trường đã. Có những người vì mải mê kiếm điểm mà kịch quệ sức lực trụ không nổi hết thời gian đó. Nên họ cần phải bình tĩnh phán đoán xem nên nộp nguyên liệu nào và cái nào giữ lại để nấu ăn. Vì nghĩ Izuma không có chút kinh nghiệm sinh tồn nào nên Liz quyết định sẽ làm người dẫn lối đưa ra kế hoạch. Nhưng bất ngờ Izuma lại cho rằng đối với cậu dễ cây là gối, dây leo làm dây thừng còn lá tình cảm để ăn cơm. Đừng quên vì bố mẹ vô trách nhiệm nên ngay từ nhỏ. Izuma đã phải làm ăn bươn trải, liều thì ăn nhiều, không liều thì không được ăn muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi nên việc đầu tiên là cần dựng nhà làm lít sợ hãi phải nghe theo tam tắp rồi cả hai cùng vô tư nô đùa để hòa làm một với khu rừng bọn học sinh tính đến cướp điểm của izuma nhưng khi thấy họ ăn ngon miệng quá lạ lủi thủi bỏ đi izuma và lít đã ăn sạch số điểm kiếm được để tích chữ thể lực lít thấy giờ mà có các bạn nữ ăn chung thì vui biết bao nhớ lại buổi hẹn hò nhóm từ hồi trong kỳ nghỉ tận cùng lít tổ chức cậu có mời vài bạn nữ đến Tất nhiên trước đây cậu cũng đã chỉ dẫn nhóm Izuma một khóa ứng xử với con gái rồi. Nhưng thật ra thanh niên có ý đồ chơi xấu để mình được nổi bật nhất với đám con gái. Nhớ lại lời dạy của Liz thì Sáp Nóc chỉ cười khỉnh tỏ vẻ ngầu lòi đốn tim phái nữ. Về phía Izuma được khen tuy nhỏ con với bàn tay bé tẹo mà lại hạ được ma thú ở Winter Park. Cậu chỉ việc giữ nét ngây thơ hiền lành như thường ngày rồi khen lại tay bạn nữ mới nhỏ nhắn dễ thương nhất, cũng đủ làm bạn nữ đốn tim rồi. Về phía Giác, cậu biểu diễn tiểu phẩm ảo thuật cũng đủ tạo được nét cuốn hút không thể để bản thân thua kém cả bọn lít liền khoe năng lực dòng dõi của mình nhưng méo đứa nào quan tâm có lẽ đó là sự trừng phạt vì cái tội âm mưu chơi xấu một mình nhưng izuma lại không nghĩ vậy hôm đó ai cũng khen cậu hết vì lít là người chủ trì ra buổi hẹn hò khiến các bạn đều vui bất ngờ cả hai nghe thấy một tiếng loạt soạt hình như có sinh vật gì đó chui ra từ phía bụi rậm lít đang định ra đòn thì izuma chợt nhìn thấy cái chữ cờ la ra ghi trên áo ngay sau đó elizabeth xuất hiện quyến rũ lít rồi cờ la ra nhân cơ hội bắt cóc izuma cô cho rằng nên để một năm một nữ ở riêng với nhau và sát lại gần người lít rồi gạ gẫm cậu chia cho mình ít nguyên liệu người gì đâu mà vừa thơm lại còn cứ mân mê sờ má thì ai mà chịu nổi cớ chứ không dừng lại ở đó elizabeth bắt đầu cởi áo muốn tìm cái chỗ mà cậu giấu nguyên liệu thế là lít đã để lọt mất túi nguyên liệu đang giấu trong áo nhưng bất ngờ hơn là vừa rồi elizabeth không hề sử dụng năng lực cô mới nhắc lại trước đây đã từng nói sẽ không sử dụng năng lực lên người mình thích nói thế này thì khác nào chị ấy thích mình chứ câu này làm thanh niên khoái lắm thế là tự giác lôi ra nộp nốt cái túi nguyên liệu còn lại và mời chị ăn lẩu cùng lúc này elizabeth tiếp tục giác thính nói mình thích lít hệt như thích tất cả mọi người trong lớp cá biệt vậy đến khi nhận ra mình chỉ là một con cá bị răng lưới thì lít đã trở thành sát boy chính hiệu sự thật elizabeth không thể phân biệt được các cậu con trai với nhau từ khi sinh ra cô đã mang năng lực khiến kẻ khác yêu mình nên luôn nghĩ tình yêu tự do là thứ vô cùng đẹp đẽ elizabeth luôn nghĩ liệu sẽ có người yêu mình nồng nàn mà không cần dùng năng lực không Lít thì hiểu lầm chị ấy không phải thích mình theo kiểu tình yêu. Đối với Elizabeth, tất cả đàn ông đều là đối tượng yêu đương. gen Sensei đã chỉ dạy cho Elizabeth mọi cách để quyến rũ. Nên lúc này chỉ với một nụ hôn thuần khiết và lời nói Lít thật dễ thương càng làm cậu mê cô như điếu đổ. Về phía Izuma tự nhiên bị cờ la ra nhốt vào trong bộ đồ ngủ của mình. Tại không gian tối tăm chật trội ấy, nhỏ đã ú ỏa với một nụ cười rạng rỡ. Sau đó cờ la ra ôm chặt lấy Izuma rồi xoa đầu rồi vuốt má các thứ. Lúc này cô sẽ cho cậu thấy những gì mình đã học được từ khóa tập huấn. Sau một cái chạm chán Izuma đã bị chuyển tới thế giới ngập tràn màu hồng và cơ thể cậu hóa thành em bé. Đây là vùng đất trong hộp đồ chơi của cờ Laza. Nó được tạo ra nhờ sự kết hợp giữa năng lực dòng dõi triệu tập của cô và năng lực ảo thuật của cô giáo. Điều kiện sử dụng là kéo đối tượng vào trong bộ trang phục giống như rơi vào túi thần kỳ Dogemon. Nơi này có ngập tràn các trò chơi nhưng Izuma còn đang lo nghĩ về lễ thu hoạch. Nhưng sau một hồi bị cờ Laza thuyết phục, cái máu ham chơi đã trỗi dậy hai người bay nhảy khắp thế giới, chơi từ trò này đến trò khác. James Sensei đã từng dạy điểm cuốn hút của Clara là sự tự do và bất ngờ. Nếu tận dụng tốt được điểm này, bất cứ ác ma nào cũng say mê cô như điếu đổ. Ma thuật này còn một điểm đáng sợ là nó sẽ hút cả ma lực của người chơi, nhưng cô vẫn quyết phải khiến Izuma đổ mình. Thế rồi không hiểu kiểu gì không chỉ Izuma mà cả chủ nhân cái hộp cũng kiệt sức luôn. Mặc dù lúc luyện tập với cô giáo và chị Eliza bé cô đã phân chia thể lực rất ổn. Đang lo sợ cứ thế này ma lực của Izuma sẽ suy giảm nặng mất nhưng kỳ lạ là cậu đang cười nói như một đứa trẻ, rồi cảm ơn cờ la ra đã cho mình được chơi sung sướng như này. Ai mà ngờ cờ la ra cũng đổ gục cậu luôn rồi. Không đỡ nổi sự dễ thương ấy mà ôm trầm Izuma vào lòng. Cờ la ra nở một nụ cười nói rằng được chơi cùng Izuma là điều mình thích nhất. Hai đứa hú hí với nhau mấy tiếng đồng hồ cho đến khi Elizabeth mở túi mới chịu dậy. Hôm nay cả Izuma và Liz mới được chứng kiến một phần của sự quyến rũ đến từ hai cô gái. Vậy là nhóm giữa cờ la ra với Elizabeth được 5.400 điểm năm nào cũng đã gọi đêm đầu tiên luôn có rất nhiều người bị thương do ma thú tấn công dần dần các cơn hoảng loạn sẽ kéo theo tinh thần suy sụp khiến học sinh phải bỏ cuộc ngay thời điểm đó thầy Kalego sẽ xuất hiện giải cứu rồi dẫn chúng nó quay về trường và tất nhiên cũng có những học sinh không thể tự kêu bỏ cuộc được do bị dính ma thuật ảo giác nhưng đã có người thầy này sử dụng năng lực chiêm tinh để phán đoán xem chúng ở đâu đây là một năng lực thật sự rất quan trọng trong việc giải cứu học sinh nhóm bốn bạn nữ này vì muốn trân trọng từng kỷ niệm bên nhau nên nhất định không bỏ cuộc mà cắm đầu bỏ chạy khỏi ma thú. Trong lúc tuyệt vọng nhất họ thấy một nơi rất sáng sủa và thật ngạc nhiên đó là tòa thành khổng lồ. Ngay lập tức họ chui vào trong đó để trốn. Bất ngờ một giọng nói được vang lên, kẻ nào dám vào lâu đài phá giấc ngủ của ta. Và đó không ai khác chính là Agazet, với đôi mắt trong trẻo, lông mi dài, mái tóc xoăn bồng bềnh đốn tim phái nữ. Chúng nó liền tôn cậu lên thành vị thần thánh bước ra từ thần thoại cổ. Bên này Goemon sử dụng kiếm gió đi thu hoạch nguyên liệu một cách dễ dàng rồi quay về tòa thành nghỉ ngơi nhưng vừa về đến nhà đã thấy thằng bạn bị một dàn ha gem bu lấy người thế méo nào agaz được chúng nó trang điểm thành vị vua trong thần thoại cổ làm các chị em đổ đứa đừ sau khi lấy lại được bình tĩnh bốn đứa mới giải thích lý do tới đây để lần trốn nhưng lại đánh mất liêm sỉ khi thấy trai đẹp tòa thành này là do năng lực dòng dõi của agaz sử dụng mặt đất và cây cối để xây nên nhưng cậu gọi nó là nơi để ngủ thay vì tòa thành tuy chỉ là hạng alep nhưng agaz được huấn luyện bởi một bà cô có tính kỷ luật rất cao Tóm lại cậu yêu cầu uống nước xong thì cả bọn nên cút ra chỗ khác. Nhưng Goemon tốt bụng lại muốn mời các bạn nữ ở lại nghỉ ngơi. Còn đi pha trà tiếp khách rất nhiệt tình. Cậu ta vốn là một tên ngốc thích lo chuyện bao đồng. Ngày nào cũng qua nhà gọi Agazet đi học hết. Agazet chỉ muốn được ngủ nên cố đi học cho đủ số ngày tối thiểu là được rồi. Thế là luôn được Goemon vác tới tận trường. Thậm chí còn được chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi đút cho cậu ăn. Ước muốn của Goemon là kiếm được 100 người bạn. Nhưng đôi khi nhiệt tình quá nên cậu toàn bị mọi người né xa. Vậy nên cậu ấy rất quý AgaZ, Goemon thường xuyên chăm sóc cậu ta rồi lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác. Dần dần sự bực bội được tích tụ, AgaZ rơi vào chu kỳ ác đã lớn tiếng mắng Goemon một trận. Mấy bạn nữ rất ngạc nhiên hóa ra AgaZ lại nói nhiều như vậy. Goemon vừa mới đem trà ra thì nghe thấy rất nhiều tiếng hét bên ngoài. Điều này khiến lòng tốt bụng lại trỗi dậy, nhưng AgaZ không cho phép cậu ra ngoài, bởi bọn họ đều là đối thủ. Nhớ lại sau cái lần đuổi Goemon đi vì lý do phiền phức Agaz thầm nghĩ chắc chắn cậu ta sẽ không quay lại đây, nhưng thế méo nào hôm sau cậu ấy lại đem tới cả đống cơm nắm gọi Agaz đi học, mà không hề để bụng chuyện hôm qua. Còn lúc này Goemon chỉ xin phép một câu rồi tự ý mở cửa ra chém hết bọn ma thú giải cứu các bạn. Xong việc mới quay về xin lỗi cậu, nhưng Agaz cũng không trách và cho phép bọn họ vào đây. Méo ngờ số người Goemon cứu đông nghỉ nghịt, tại nơi tập hợp các vị giáo viên vừa nhậu nhẹ từng, vừa theo dõi đám học trò. Ông thầy phu phu còn tán tỉnh cô Gem nhưng cô xây méo. Ông Sullivan cũng tới và kéo thêm ba chi cô vào. Do thấy cô cứ đứng theo dõi thằng học trò một mình nên ông mới đem tới đây. Ba chi cô rất ngại các vị ác ma lễ lừng nên chỉ dám ngồi im một chỗ. Đây là phân bố khu vực của các em lớp cá biệt trong lễ thu hoạch. Đứng đầu lớp là đội của Kezoji, Kamui với 14.200 điểm. Giống hệt thầy Ba Lam ngày xưa đã từng giành chiến thắng với 55.000 điểm cũng không hề làm sinh vật nào bị thương. Đứng thứ ba là đội ác ma quyến rũ Elizabeth và ra với số điểm là 9.400 điểm. Nhớ lại năm xưa cô Jem cũng dùng chiêu Mỹ nhân kế trong lễ thu hoạch. Đáng tiếc có một kẻ không bị mê hoặc nên cô mất chức vô địch. Đứng thứ tư là tòa thành của Agaz với Goemon là tổng 8.200 điểm. Và sự xảo quyệt và tình khuôn của Zat với Aloker đã giúp họ đứng vị trí hạng 2 với 12.800 điểm. Ngay vào thời khắc này tính háo thắng của ba vị sư phụ với số điểm cao nhất đã bùng lên tranh luận. Ông Sullivan chờ đợi nãy giờ chỉ mong ngóng số điểm của thằng cháu đuyết nhôm. Và cái kết là hai thanh niên vẫn vòn vẹn không điểm. Thầy Phu Phu thấy vậy liền cười khinh bỉ bảo hai thằng tốt nhất nên bỏ cuộc đi cho rồi. Điều này đã khiến ba chi cô rất tức giận. Đứa nào dám nói xấu đệ tử bà thì bà cho tan xác. Thế là nhỏ thay đổi 180 độ yêu cầu đem rượu ra đây giải quyết. Vậy là tất cả các đội đều ngủ say để chuẩn bị cho ngày chiến đấu thứ hai. Nhưng có lẽ mọi người đã quên mất sự hiện diện của Alice và Sáp Nóc họ vẫn đang miệt mài chiến đấu với ma thú để so tài cùng bộ đôi anh em nhà nhầy nhụa thâu đêm sau khi nhận lời thách thức từ họ alice đã từ chối thẳng thừng thế nhưng khi bị cà khịa là sợ quá cúp đuôi bỏ chạy thì sáp nóc và alice đã thực sự điên lên quyết chiến một phen họ chỉ đi săn những ma thú cấp pot với số điểm lên tới 10.800. và dĩ nhiên nó mạnh đến mức lần lượt từng người đánh hết nhát này đến nhát khác vẫn không xi si nhê thằng anh nhà nhầy nhụa sở hữu ngọn thương sắc bén với tầm đánh xa áp đảo và thân thủ linh hoạt còn thằng em thì động não đưa ra chỉ thị rất chính xác cho thằng anh. So với bên đó Sáp Nóc và Alice không lúc nào là ngưng cãi nhau trí chóe. Thực chất họ đã bị vào chồng của hai anh em kia. Năng lực dòng dõi của họ là vẩy ngược của loài công hút hồn. Tiếng thét của hai anh em họ sẽ quấy nhiễu cảm xúc làm đối phương sôi máu rồi cướp đoạt lý trí. Đó chính là lý do khi bị chê là nhát gan bỏ chạy Sáp Nóc và Alice đã dính phải năng lực ấy. Hai anh em cố tình chọn những từ ngữ để khiêu khích hai người. Chúng cũng đã điều tra kỹ về hai đứa rồi lần này họ tiếp tục cà khịa cả hai kém cỏi như vậy thì đừng hòng làm ma vương mục đích là để chúng nó tấn công mình mà vi phạm vào nội quy không được đánh nhau của lễ thu hoạch nhưng ngay khi sáp nóc sắp chạm được tới nơi alice đã kịp dựng tường lửa chắn lại cậu giải thích với sáp nóc mình đã nhận ra hai tên này có năng lực chi phối gì đó nhưng đáng tiếc nói về vụ tham vọng thì alice bị mắng rất nhiều rồi nên năng lực vô tác dụng đối với cậu chiêu thức đã bị lộ khiến hai anh em rất cay cú chửi bới tùm lum năng lực dòng dõi của họ là kỹ năng đặc biệt đã được đích thân sư phụ xoa đầu khai ngợi vốn dĩ năng lực của dòng tộc loài công hút hồn của gia tộc họ là thứ cưỡng chế tinh thần khiến đối phương phát điên từ khi còn nhỏ hai anh em cũng được dạy về kỹ năng đàm phán nhưng họ lại rất ngưỡng mộ các anh hùng trên chiến trường nên ngay khi mới nhập học vào trường hai anh em đã tự mình tẩu thoát mà không cần ai giúp đỡ cả hai lén lút gia nhập vào chiến trường khốc liệt nhất cho đến cái lúc sắp ngỏm tới nơi thì được sư phụ thu nhận sau đó hai anh em được học về thể thuật chiến thuật và rất nhiều môn khác đối với họ sư phụ là người ngầu lòi nhất khác xa hoàn toàn với hai đứa có năng lực rác rưởi như mình. Lúc nào cũng phải hành động hèn nhát trong bóng tối và bị mọi người ghét bỏ. Thế nhưng sư phụ là người đầu tiên khen năng lực ấy rất có ích trên chiến trường. Nó cướp đi ý chí làm xáo trộn địch hoặc nâng cao tinh thần phe ta. Nếu ghét cái tên dòng tộc đến vậy ông sẽ đặt cho hai đứa một cái tên là anh em nhà nhảy nhụa. Cho đến lúc nghĩ sẽ trả ơn được cho sư phụ thì ông lại rời khỏi chiến trường quay về làm thầy giáo vì được nhiều vả. Trước khi đi sư phụ đã trói hai đứa lại và khóc lóc rất nhiều. Thế nhưng sư phụ của họ không ai khác chính là Trung Sĩ Phu Phu. Ngay sau đó hai anh em đã thu thập thông tin về danh sách các giáo viên tập huấn cho lớp cá biệt. Vì nghĩ sư phụ mình sẽ phụ trách mấy đứa đứng đầu và thiên về võ thuật, nên họ đã hiểu nhầm đó là Alice và Sáp Nóc. Và thế là sự hiểu nhầm vẫn cứ tiếp diễn. Một bên thì có sư phụ là người tự do chiến đấu với sở thích chơi gái, một bên thì méo tin thầy Ba Lam nhà mình lại là người như vậy. Alice và Sáp Nóc thường xuyên được sư phụ xoa đầu, nhưng hai anh em nhà kia lại khác. Hiếm lắm mới được ông ấy xoa đầu nên rất ghen tị. Cả hai liền gào hét rất lớn làm ảnh hưởng tới con boss. Và đó chính là chiến thuật trên chiến trường của họ. Alice cũng tức giận khi nghe họ sỉ nhục Izuma của mình. Nếu vậy cậu sẽ tự vứt bỏ lý trí của mình bằng cách giải phóng chu kỳ ác. Làn khói đen bốc lên từ chân bao phủ và nhấn chìm cả người. Sau đó Alice đã thi triển một điệu múa cực kỳ đẹp mắt đánh liên tiếp vào người con boss. Mặc dù nó đã gục nhưng cậu vẫn nhấc bổng lên rồi xoay mấy vòng và đáp một cú dính vào tường. Alice lúc này đang trong trạng thái muốn phá hoại mọi thứ theo cách mỹ lệ nhất. Đó là lọ thuốc kích hoạt chu kỳ ác và lọ thuốc gây ức chế do thầy Ba Lan tạo ra. Hai đứa đã phải trải nghiệm việc lặp đi lặp lại chu kỳ ác và chu kỳ thường. Đến nỗi vào thời khắc quan trọng có thể tự giải phóng được chu kỳ ác, nhưng nó tốn một lượng ma lực khổng lồ. Hình dạng đó rất gần với trạng thái trở về nguyên tổ và Alice đã dùng răng cắn đứt quả táo vàng của con ma thú kia. Tiếp theo là tấn công hai anh em nhà nhầy nhụa. Với sức mạnh tàn phá khủng khiếp này họ sẽ đi gặp Diêm Vương mất thầy ba lan còn dạy cách để thoát khỏi chu kỳ ác cần thủ sẵn một câu thần chú nên hai đứa nhất định phải luôn sát cánh bên nhau và trong thời điểm Alice phát điên nhất sáp nóc đã đọc to lên cầu thần chú izuma làm cậu ta lập tức trở về bình thường vậy là hai người đã thành công lấy được quả táo vàng với số điểm là 10.800. và đây chính là bảng tổng kết điểm sau ngày thứ nhất của lễ thu hoạch hạng bét là izuma và lit với không điểm cao nhất là Alice và sáp nóc với 15.100 điểm hai anh em nhà nhầy nhụ cũng đã nộp hết điểm của mình cho hai đứa nhưng thay vì thù hận thì sáp nóc và alit lại chia tay ra làm hòa vì cùng chung một vị sư phụ sang ngày thứ hai tất cả học sinh có thể chia thành hai nhóm izuma vừa mới nhâm nhi xong bữa sáng ngon miệng thì chợt nhớ ra mình đã ăn quá nhiều dẫn đến đội bị không điểm bây giờ chỉ còn cách duy nhất là săn lùng lê gần lip trong truyền thuyết với số điểm 100.000. nhưng đám học sinh lại chẳng ai biết về thứ đó cả giá mà có khả năng trò chuyện được với thực vật hoặc ma thú thì tốt biết mấy đang mải nghĩ ngợi thì đột nhiên trong thân cây lòi ra một con ma thú Điều này khiến hai đứa chợt nhớ ra cậu bạn Camui. Lít lập tức sử dụng năng lực cướp đoạt giác quan thám thính và tìm ra vị trí của Camui. Thế là hai người bắt đầu lên đường muốn hợp tác với nhóm cậu ấy. Cả hai tin chắc họ sẽ chào đón mình và có thể cùng kể cho nhau nghe về một ngày trôi qua. Nhưng không, vừa đến nơi hai thánh đã bị đám ma thú bao vây và bắt về quỳ gối trước nữ vương. Kezoji búng tay một cái, không gian xung quanh lập tức bùng sáng. Các con ma thú thì liên tục khen ngợi nữ vương xinh đẹp. Cả hai tìm được nơi này là nhờ năng lực của lít và phải có một khả năng tập trung không tầm thường. Kamui thắc mắc có nên trục xuất hai kẻ nhập cư trái phép này không, nhưng Kezoji cần phải có một công phẩm nào đó thì học mới cung cấp thông tin về Le gần Lít được. Izuma định nói ra cách phân biệt cây cỏ ăn được, nhưng mấy thứ đó bọn ma thú của cô đều biết hết rồi. Nếu vậy thì Lít sẽ đưa ra một thông tin về một đội đối thủ, đó là Laza và Elizabeth sử dụng năng lượng mê hoặc để cướp điểm. Chưa hết Kezoji còn bắt phải cả hai phải nhảy thêm một điệu nhảy mua vui mới chịu đồng ý. Nói rồi cô đua cho họ bộ váy bồng bềnh bởi thực chất một người quen của cô muốn xin chụp tấm ảnh mấy cô gái nhảy múa. Thấy cả hai còn lưỡng lự thì kê Joji chừng mắt mắng cho cái, thế là hai thanh niên phải răm rắp nghe theo. Izuma và Lit vào vai hai cô gái dễ thương nhảy múa, trong khi kê Joji nháy máy lia liệm. Do quá căng thẳng từ công việc và kỳ tập huấn tích tụ, kê suýt thì rơi vào chu kỳ ác. Nhưng giờ đây cô đang hết sức phấn khích trước màn nhảy múa của hai bạn. Để đáp lễ điệu nhảy đó các ma thú đưa cho hai người một bài hát gợi ý về Legend Lip. Mui đã nhanh tay ghi lại lời bài hát rồi đưa cho hai bạn. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi rồi vẫn méo hiểu gì hết. Sau một ngày thu hoạch, rất nhiều học sinh đã kiệt sức và rút lui. Ngay cả các giáo viên cũng đầu tắt mặt tối đi giải cứu nên tã lắm rồi. Vào thời điểm đó vị cứu tinh đã xuất hiện chính là hội học sinh. Họ phân bố đều ra các khu vực để thu hồi học sinh bỏ cuộc về. Mà thật ra mục đích chính đến đây của Ameji là để gặp Izuma, nhưng mãi chả thấy đâu. Nhớ lại lễ thu hoạch năm ngoái Ameji vô cùng xuất sắc, không để bất cứ ai đánh bại được mình rồi cứ thế tiến về đích ameji cũng đã thử tìm lê dân lip nhưng lại chẳng thấy bóng dáng nó đâu nên khả năng đội izuma thua cuộc là rất cao tuy vậy izuma của cô lại là một người rất khó lường nên chắc chắn kết quả sẽ như kỳ vọng cấp dưới thắc mắc ameji thích điểm đó ở cậu ấy hả làm nhỏ giật mình đỏ cả mặt nhưng việc ameji hay để mắt tới izuma đâu thể chối được biết đâu cậu ấy lại mang bó hoa lê dân lip tới tặng cô thì sao nghe đến đấy ameji chợt nhớ tới một cảnh trong maga nam chính đã trải qua nhiều khó khăn để tặng được bó hoa cho nữ chính bất ngờ có một vụ ồn ào xảy ra ở trong lều của các học sinh bỏ cuộc thì ra họ đang tổ chức một buổi cá cược đặt cho đội mà mình yêu thích còn đang tham gia lễ thu hoạch hội trưởng ameji lập tức xuất hiện xử phạt nhưng tên này chỉ là chân phụ việc thôi vụ cá cược này do một học sinh vừa bị loại khởi xướng và đó chính là giáp và aloker đồng nghĩa với việc hai người họ là những học sinh đầu tiên của lớp cá biệt bị loại lý hai người bỏ cuộc là vì đã lộ mặt ở khu ba nên vội chuyển qua khu khác nhưng đang đi trên đường đột nhiên cảm thấy hơi choáng và thế éo nào ông anh trai của giác xuất hiện trước mặt không vì một người mà là rất nhiều nguyên đám anh trai giác rưởi liên tục trêu chọc bắt nạt cậu giác cây cú liền sút vào một tên nhưng rất tiếc cậu đã bị lừa khi hắn trở về hình dạng thật mà việc tấn công học sinh khác là phạm quy năng lực dòng dõi của nhà ozo bát là ánh đèn ảo giác và thế là hai người đã bị loại nhanh chóng nhưng trước khi rời đi alo cơ còn thấy hắn đọc lên lớp cá biệt chỉ còn năm đội vậy có nghĩa là tên đó đang nhắm tới lớp cá biệt về phía Izuma, cậu đang phân tích cụm từ người vợ tách ra thì gặp một tảng đá phu thê. Nhưng dường như chỗ lời bài hát này là quá dài không thể đi kiểm tra từng manh mối được. Nếu vậy Izuma sẽ đôi tờ hướng dẫn chia ra mỗi người đi tìm một hướng rồi hẹn gặp nhau tại đây. Tiếp theo là cậu đi bộ 100 bước và đảo vòng xung quanh bà mẹ chồng, cúi mình một chút rồi trốn xuống dưới. Izuma đã tới một hang động bí mật mà cậu lỡ dẫm nhầm cái nút khiến chiếc miệng mở ra. Thứ đang ngủ say trong chiếc bụng chính là hạt giống khởi nguồn. Izuma cùng Ali tiếp tục tiến sâu vào bên trong mà càng ngày càng tối đen lại còn có mùi hôi thối nữa. Cậu phải giật mình hú hồn trước một thanh niên đang bị trói trên tường tỏa ra mùi thối nồng nặc. Đó chính là Nafla cũng học năm nhất. Cậu ta đã trúng phải loại bẫy cỏ có cơ chế chạm vào đâu thì nước cũng chảy ra làm cỏ sinh sôi. Loại cỏ này chỉ cần một giọt nước cũng có thể vươn dài tới 30 mét rồi quấn lấy những thứ đang ở gần. Ali bảo kệ cho hắn ta bỏ cuộc mà đi tiếp thôi nhưng Izuma éo thèm kè mà ra sức giúp đỡ Nafla. Mặc dù là kẻ thù cùng đi tìm Lê dần líp nhưng cậu cứ có cảm giác cậu ấy đang kêu cứu. Ngay khi được giải thoát thành công Nafla ôm trầm lấy Izuma ý với gì đó như thể đang muốn cảm ơn. Thế rồi cậu ta tình nguyện đi theo hai người. Sau khi vượt qua muôn vàn chứng ngại vật, cả ba đã đến được một thần điện. Nhờ có mùi của Nafla mà hai người không hề bị ma thú tấn công. Và trước mặt hai người chính là hạt giống khởi nguồn. Nafla cảm thấy có gì đó nguy hiểm định nhắc nhở Izuma nhưng cậu lại không hiểu. Ngay khi cầm vào hạt giống thì một bàn tay khổng lồ từ bên trong phóng ra tấn công. Thần điện đã sụp đổ hoàn toàn và xuất hiện một tên khổng lồ tên là Thót, ma thần canh gác hạt giống. Có hai cách để lấy được hạt giống, một là dùng vũ lực đánh bại hắn, còn hai là phải kể cho gã một câu chuyện thú vị. Bất kỳ câu chuyện gì mà Thót chưa được biết nhưng phải đủ làm trái tim hắn rung động đến nỗi bật cười hoặc bật khóc. Izuma định kể câu chuyện cảm động của thầy Ba Lam nhưng mỏ sách ở ma giới Thót đều đọc cả rồi. Ngay khi đó Na Fla tiến lên múa may quay cuồng một hồi mà Izuma méo hiểu. Nhưng thế éo nào thoát lại hiểu được câu chuyện vừa rồi lấy trong tuyển tập chuyện 666 chuyện cười ở ma giới. Vậy là đến cả chuyện cười ông ta cũng đọc hết rồi chẳng lẽ không còn một chút tri thức mới nào sao. Izuma chợt lóe lên trong đầu câu chuyện không có ở ma giới thì chỉ có thể là nhân giới. Cậu lập tức nhờ Ali và Na Fla trợ giúp mình để kể về cuốn truyện tranh hồi ức mối tình đầu. Izuma diễn tả lại câu chuyện mà ngày nào cậu cũng đọc cho chị Ameji nghe. Cuộc đụng độ lần đầu tiên giữa nam chính và nữ chính lại khiến Thoát có một cảm xúc kỳ lạ. Thế rồi trải qua nhiều khó khăn và đờ ra ma để hai người có thể đến được bên nhau. Xem một hồi khiến Thoát vừa cảm thấy xúc động mà sống vừa rung động về chuyện tình yêu của họ. Vì đã đem đến cho ông một nguồn tri thức mới mà Izuma sẽ được thưởng hạt giống khởi nguồn. Nhưng nghe tin cậu vẫn chưa kể đến tập mới nhất Thoát lại đòi lại hạt giống bắt kể nốt mới giao cho. Tuy nhiên Izuma không còn nhiều thời gian nên ông dành cho đổi số điện thoại với nhau. Sau đó Thoát đã chỉ đường ra cho hai người cơ mà vấn đề lúc này của izuma là phải chia điểm cho cả ba người với lại izuma không còn thấy mùi hôi của cậu ấy nữa chắc có lẽ đã thích nghi được với nó hai người vô tình đi vào một không gian nào đó với những đốm sáng tuyệt đẹp thế là cả hai liền sung sướng chạy nhảy lung tung bất ngờ xuất hiện trước mắt izuma là bố mẹ cậu họ nói túi tiền đã hoàn toàn rỗng rồi hỏi han mọi chuyện về cậu trong lòng izuma thầm nghĩ sẽ mắng họ một trận vì đã bán mình cơ mà hai người ấy còn đang bận xem các địa điểm du lịch rồi bất ngờ nói mình cùng về thôi và liên tục khen cậu là đứa bé ngoan. Năn nỉ một hồi rồi hai người họ biến dạng thành một thứ bóng đen đáng sợ. Điều này khiến Izuma xảy chân ngã xuống vực. Đó chính là năng lực ảo giác của Ozobat. Hắn dám chắc cậu sẽ bị dày vò mà sang chấn tâm lý suốt kỳ thu hoạch còn lại. Thấy vậy Na La tức giận lao tới đấm liên tục vào chân hai người. Nhưng mục tiêu của Ozobat chỉ là lớp cá biệt thôi nên mặc kệ cậu ta mà bỏ đi. Na quay lại nhìn xuống phía vực sâu mà khóc thương cho Izuma. Về phía Izuma, Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, nhưng chân thì bị thương khá nặng. Bất ngờ gặp lại hai người bạn thân, Alice nói cậu đừng có đến gần ta đầu con người. Cậu ta đã biết tất cả ma thuật lẫn ma lực của Izuma đều là giả dối. Sau khi nói là tên phản bội hai người họ rời đi, chưa hết còn cả chị Ameji, rồi thầy Kalego nữa. Và cuối cùng là sự xuất hiện của ông Olivan với anh OP ra chuẩn bị tiễn cậu quay lại thế giới loài người. Izuma gào thét mà lăn lộn cố gắng trốn khỏi họ, cậu núp vào một góc tối rồi thở hổn hển trong tuyệt vọng. Thế nhưng Izuma chỉ tin đó là ảo ảnh mà thôi. Những người ấy sẽ không bao giờ nói như vậy với mình. Trước đây cậu đã luôn cô đơn đến nỗi từng phải ăn lá cây qua ngày. Còn hiện giờ xung quanh là rất nhiều người bạn quan trọng, luôn đem lại cảm giác ấm áp. Izuma sợ người nào đó họ sẽ rời bỏ mình quay lại cuộc sống cô đơn mà phát khóc. Ngay khi đó hình ảnh ba chi cô xuất hiện trước cậu. Rồi trách mắng cậu đã quên những gì cô dạy rồi sao. Ngay lập tức Izuma lấy lại được tinh thần, quyết tâm không né tránh và chỉnh lại chế độ của chiếc nhẫn nhớ lại buổi học bắn cung tên với sư phụ cậu đã làm quá tệ khiến ba chi cô phải lăn ra cười sau đó cô giải thích nền tảng của ma thuật là tưởng tượng ra cái mình muốn thế là izuma đã dồn nén dục vọng muốn trở thành anh hùng vào cái lông vũ và tạo ra chiếc cung nhưng tâm nguyện của cậu có phải là muốn bắn chúng địch không izuma cần dạy cho cộng sự của mình biết thế nào là cách bắn đặc biệt nhất là khi đứng trên bờ vực sinh tử thì sức tập trung mới bộc phát cao độ thế nên cần đánh lừa cảm giác thứ này không phải lo nước mà làm ma thú sư tử tưởng tượng đến cảnh xung quanh là rừng rậm và chỉ cần bị chạm một phát sẽ ngỏng. nó cũng cấm được phép né tránh mà cần truyền đạt rõ mình đang muốn xuyên phá nó sau một hồi cật lực thê thảm mãi chả làm gì nổi bà chi cô nhắc cậu hãy tưởng tượng đến tiếng thét sẽ toạc ra thịt của con ma thú rồi sau đó truyền đạt nguyện vọng vào cây cung rằng muốn bán xuyên qua nó và cuối cùng izuma cũng đã làm được thế nhưng đây mới chỉ là một thôi cậu cần thực hành thêm 99 lần nữa dù sao thì số thảm cảnh đổ máu trước đây bị bố mẹ lôi tới còn nhiều hơn nên thế này chả là gì và thế là izuma đã trải qua một kỳ tập huấn cực kỳ nguy hiểm với ba chi cô hết đứng trên đỉnh núi nhọn mà bắn cung lại đến bơi lội dưới biển rồi còn đối đầu với muôn vàn con ma thú mà đụng độ ti tỉ các chướng ngại vật thậm chí học cả cách bịt mắt lại để bán xuyên tâm mục tiêu di chuyển không ngừng còn lúc này đây izuma đang nhẩm lại từng lời dạy của sư phụ mà vận sức cả bố mẹ hay con quái vật này cậu đều không sợ thứ izuma sợ đến mức cả cơ thể cự tuyệt chỉ có thể là không được ở bên mọi người cậu tưởng tượng mình sẽ chối bỏ nỗi sợ và truyền đạt nguyện vọng vào cây cung để xuyên thủng nó cuối cùng izuma đã thành công bắn chúng nó và nhận ra đó chỉ là ảo ảnh do con ma thú gây ra izuma nhặt hạt giống lên và bắt đầu quay trở về với mọi người đã là ngày thứ ba của cuộc thi đội của alice và đội của anh em nhà nhầy nhụa vẫn còn cãi nhau xem ai bắt được nhiều con to hơn cơ mà đi mãi vẫn chẳng thấy thêm con bót nào cả tại khu số hai nhóm người dưới trướng của goemon đã hạ được con bò đồi mồi giành ba tám trăm điểm Tổng kết tính đến hiện tại thì Alice đang dẫn đầu với 21.800 điểm. Còn người đến giờ vẫn nguyên si không điểm nào chính là Izuma. Điều này khiến thầy Kalego có hơi bực bội. Người giành hạng nhất trong lễ thu hoạch sẽ được mang danh hiệu vị vua trẻ. Tuy nhiên cả Alice và Klaza đều không quan tâm đến nó mà chỉ lo cho Izuma. Nhưng dù sao họ vẫn tin nhất định cậu ấy sẽ làm được. Vừa quả quyết xong hai đứa lại run lẩy bẩy vì đang cố nhẫn nhịn không tìm đến chỗ Izuma. Bởi một cô gái thanh lịch sẽ không đuổi theo con trai mà phải để con trai theo đuổi mình. Về phía Izuma thì cũng đang rất nhớ hai người bạn, nhưng cậu vẫn chưa thể tìm ra đường để leo lên trên. Cũng may lúc bị mất nhận thức vì ảo giác, Izuma đã được Ali bảo vệ và ông còn nhặt hạt khởi nguồn giúp luôn. Trong lúc đang loay hoay không biết cách lên thì hú hồn cái mặt của Nafla thò ra. Hóa ra cậu ta bay xuống tận đây vì lo cho Izuma. Cậu phải giả bộ là mình không giỏi bay cho lắm thì Nafla còn định vác cả người lên. Nafla còn đem theo một ngọn cỏ mà chỉ cần tới một giọt nước là có thể vươn dài tới 30 mét chưa hết cậu ta còn mang theo bình tưới bên người luôn. Sau khi rót vào ngọn cỏ đã vươn tít lên trên, lúc này việc của hai người là chỉ cần trèo lên sợi dây là đủ. Tuy nhiên chân của Izuma lại đang bị thương. Kệ chợt nhớ ra trước đây mình từng để nhỏ một giọt máu vào vết thương của con ma thú mà nó tức khắc lành lại luôn. Cậu cắn một phát vào ngón tay cho chảy máu rồi nhỏ vào ngọn cỏ. Mà nó khiến toàn bộ khu rừng rung lắc dữ dội và trong chớp mắt ngọn cỏ đã mọc vươn lên siêu dài và to. Điều này khiến tất cả học sinh chỉ biết trầm trồ kinh ngạc và Alit tin chắc rằng người làm được chuyện này chỉ có ngài ấy thôi. Izuma và Nafla thì vừa trải qua một cơn chóng mặt hiện đang ngồi trên đỉnh cái cây. Giờ là lúc đi tập hợp với Lit để tìm cái chậu kết thúc. Cơ mà quay ngược lại lúc hai người tách khỏi nhau, Lit đã đụng độ ma thần. Nó yêu cầu cậu phải đối đầu với 100 thử thách cam go. Nếu muốn lấy chậu kết thúc, Lit trải qua vô vàn thách thức và có những cuộc gặp gỡ tình cờ. Cuối cùng cậu cũng đã thành công lấy được vật phẩm. Chỉ cần hạt khởi nguồn của Izuma và chậu kết thúc của Lit sẽ làm dân Lip nở được. Trước tiên thanh niên phải ngồi tập viết chữ ký để đề phòng sau khi trở thành vị vua trẻ, cậu sẽ có các em phân quây xung quanh. Đúng lúc đó các thầy cô thông báo cái chậu mà Lít đang cầm nếu đi nộp sẽ kiếm được 20.000 điểm. Nên khuyên cậu nên đi báo cáo luôn kẻo sẽ gặp rủi ro cao. Câu mà thông báo vừa rồi khiến nguyên khu rừng đã nghe thấy hết. Mà bà giáo cũng có chịu dừng lại đâu, lại lỡ mùng tiết lộ luôn nó là cái chậu sẽ làm nở ra laser lip. Lít. ẩn nấp thuật kín đáo để bảo vệ cho thứ này, nhưng lại được cả thằng bạn bóp nhau nữa izuma vừa hét to với cái loa phát thanh hẹn gặp lại nhau ở tảng đá phu thê và thế là lít trở thành mục tiêu săn lùng đang phải trốn chui trốn lủi thì xui thay đụng độ ngay elizabeth izuma đã đến điểm hẹn hỏi lít lấy được cái chậu kết thúc chưa thanh niên liền ôm lấy người bạn mà gào khóc đã bị chị elizabeth cướp mất rồi thì ra vào mấy phút trước lít đang tự nhủ với lòng mặc dù rất thích chị ấy nhưng tuyệt đối không được để bị mê hoặc thế nhưng elizabeth lại tỏ vẻ rất có lỗi khi trước đây từng nói thích cả lớp như nhau làm thanh niên rất hóng chờ câu tiếp theo được nói ra qua cái dáng vẻ ấp úng kia. Nhưng Ngộ Thay, Elizabeth lại cho rằng mình không thích lít đến mức đó, bởi cậu không được mạnh cho lắm. Chưa hết em còn nhìn chị theo kiểu biến thái nữa thì lít vội phủ nhận không hề có chuyện đó. Nhưng rất tiếc cái ánh mắt tà dâm kia đâu thể giấu được. Cuối cùng Elizabeth chốt một câu, "Chị rất ghét kiểu người đó," làm thanh niên xỉu ngang. Sau khi tỉnh lại thì đã mất cái chậu rồi, nhưng hai người đều cảm thấy không giống Elizabeth chút nào. Izuma đoán có lẽ đó là ảo giác và quả nhiên đúng là như vậy thủ phạm đã lấy cái chậu kết thúc chính là ozobat cùng đồng bọn của hắn trước mắt izuma và Liz sẽ đi tìm elizabeth xác nhận xem có phải không đợt tập huấn vừa rồi Liz đã từng được huấn luyện sự tập trung bằng cách tay phải đọc sách tay trái chơi game tay nghe nhạc nếu mất tập trung một chút thôi là thông tin sẽ vụt mất ngay nhưng cũng nhờ vậy mà cậu đã có thể tăng tối đa sức tập trung thế là cậu vận dụng hết khả năng thu thập thông tin về chị elizabeth sau một hồi cũng đã tìm ra nhưng đập vào tai cậu là một câu nói ra của chị mềm mại nõn nà quá. Lít nhận ra ngay hai cô gái đang ngâm mình trong bồn nước nóng, còn kê Joji thì bên bồn nước đá. Cả bọn đang rất chiêu vì được thư giãn sau những ngày mệt mỏi căng thẳng. Họ còn chắc chắn chỗ này sẽ không sợ bị ai nghe lén đâu, nhưng đáng tiếc là Lít nghe rõ mồn một, một. Cả bọn cứ liên tục sờ mó rồi khen ra của nhau mát lạnh mịn màng thế này thì thằng con trai nào chịu nổi chứ. Chuyện là kê Joji đã cử ma thú thuộc hạ đến rước hai người tới suối nước nóng tuyệt vời này vì muốn hợp tác với nhau đoạn này Lít nhất định sẽ nghe thật kỹ nên thanh niên định lấy cớ đó mà cướp đoạt thị giác luôn. cậu cho rằng đây là vì công việc thôi nhưng dịch mũi cứ chảy ròng ròng. cơ mà bất chợt nghe thấy Elizabeth mắng ai mà nhìn trộm bọn mình tắm thì thật là biến thái. nghe câu này làm thanh niên có cảm giác như đang bị mắng nên mất tập trung ngưng năng lực miệng luôn. cơ mà dù sao cũng biết vị trí của họ rồi nên cứ đường đường chính chính mà tới thôi. về phía Camui thanh niên được ngửi mùi ba cô gái vừa tắm xong mà thanh niên tạ ơn trời Phật. kezoji bắt đầu bàn chiến lược cô muốn hai người mê hoặc phe đối thủ và điểm sẽ chia đều. Nhưng thứ cô đang nhắm đến không phải lê dần líp mà là tòa lâu đài của Agazet. Cả đội theo lệnh nữ vương lập tức tấn công vào đó. Lúc này cấp dưới đang báo cáo với Agazet đám ma thú cứ tràn vào khiến phe ta lần lượt thất thủ. Sự thật là kê đã gửi thư đe dọa, nếu cậu không chịu ra nộp điểm sẽ tấn công lâu đài từ trước rồi. Tuy nhiên khó khăn lắm mọi người mới tập hợp được và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp, nên không có chuyện giao nộp dễ dàng như vậy tất cả mọi người đều muốn chung sức đánh đuổi lũ ma thú đó bảo vệ lâu đài này mặc dù chủ lâu đài còn đang tính ra nộp hết điểm thật để về sớm đi ngủ cho nhàn cái thân nhưng mọi người đều tươi cười nói bọn mình thích nơi này lắm và goemon cũng khích lệ vài câu về phía phe tấn công kamui đang chuẩn bị ra một lực công phá dữ dội nhớ lại hồi tập huấn được mr hát yêu cầu cậu hãy tìm cách thắng ông trong trận đấu khẩu để chứng minh là một quý ông thầy liên tục bắn giáp những câu chê bai body sam minh thân hình cậu không phù hợp để làm quý ông Vậy nên lúc này cậu đã bác loa thông báo với đám ma thú rằng bọn người trong lâu đài kia đang muốn bắt ma thú. Nhưng nữ vương của kê Joji thì ngược lại. Cô luôn đối đãi rất chân quý với các ma thú nên tất cả cần phải đáp lại tấm lòng yêu thương cao cả đó của cô. Những lời khích lệ của Kamui chỉ làm đám ma thú sung sức hơn đẩy vào rất nhiệt tình. Ngay khi đó Goemon đã xuất hiện và sử dụng tuyệt kỹ. Nhớ lại những bài học về sự thân thiện trước đây của cô Vepa, Goemon đã rút kiếm sử dụng tuyệt chiêu mới ngay khi đóng thanh kiếm lại cậu không quên cảm ơn sự giúp đỡ từ chiếc vũ khí của mình đòn lướt vừa rồi của goemon chỉ hoàn toàn hạ gục bọn ma thú ngay lập tức đám con gái bu vào cảm ơn cậu vì đã cứu mình khiến thanh niên rất phởn đời đám ma thú liên tục động viên Kamui đừng có phân tâm khi chứng kiến cảnh tượng này nhưng rất tiếc thanh niên không thể chịu được khi thấy thằng con trai khác dám lánh phén với phụ nữ ngay trước mặt mình cậu lập tức ra lệnh cho bọn ma thú cấp bót tổng lực tấn công goemon và đồng bọn cũng đâu có chịu thua hai bên xông vào giao chiến rất hỗn loạn Lúc này Ozobat đã giao nộp chậu kết thúc và hiện tại cậu ta đang là ứng cử viên cho vị trí vô địch. Về phía tòa lâu đài thì vẫn đang hỗn chiến toán loạn, đám ma thú sắp phá tới thành lũy rồi. Goemon vẫn lần lượt dùng kỹ năng của mình làm gỏi từng con một. Cơ mà thành kiên cố đến mức ma thú cấp bot có húc mãi cũng không xi si nhê vì nó được làm từ ma lực của Agazet. Bất ngờ có thông báo sáu lính gác ở phía đông đều đã gục cả rồi vì bị kẻ địch quyến rũ. Quả đúng là vậy, Elizabeth đang giải phóng 60% độ hào cảm nhờ vào năng lực dòng dõi cô có thể kiểm soát lượng mùi hương phát tán bằng cách kéo hoặc đóng khóa rồi sau đó dẫn hết đám con trai bị quyến rũ nhốt vào ngục bất ngờ lúc này elizabeth vào tư thế bỏ tiến tới lại gần một tên tù nhân sư phụ của cô đã từng dặn rằng nếu dùng ma thuật quá mức thì cả mình lẫn đối phương đều bị mất kiểm soát đúng lúc đó hội lít đã chạy tới cậu thẳng thắn hỏi chị nghĩ sao về em elizabeth cũng không ngần ngại mà nói chị rất thích em điều này khiến thanh niên thật sự tin người lừa mình hôm nay là giả mạo hai người liền kể hết cho cô nghe về tên tạo ra ảo ảnh rồi cướp cái chậu của mình. Cậu bạn Na La cũng múa máy liên tục như thể muốn nói ra điều gì đó. Ba người quan sát từng hành động được miêu tả và đoán đó là ai, nhưng đều sai bét hết. Bây giờ chỉ còn cách nhờ ca mui phiên dịch. Qua quan sát cậu ta dịch được cột tóc đuôi ngựa có đeo kính và chân như móng guốc. Vậy là đã rõ thủ phạm chính là Ozobat. Và đặc biệt tên này chỉ nhắm vào lớp cá biệt thôi. Có một tôn giáo ở ma giới rất yêu quý và tôn thờ số 2, nhưng không có gì chứng minh là họ tồn tại cả. Vậy mà người ta vẫn luôn đồn thổi là họ có thật. Trên trường thì học sinh luôn cho rằng kẻ thuộc dòng dõi tôn thờ số 2 chính là Ozobat. Bởi kỳ thi nào cậu ta cũng giành hạng nhìn nên mọi người tin chắc là do cậu ta cố ý. Nhưng hoàn toàn méo phải vậy, Ozobat luôn khát khao được lên hạng nhất. Cứ mỗi khi nghe thấy người nào nhận xét mình thuộc dòng họ tôn thờ số 2 là thanh niên vô cùng bực bội. Thậm chí Ozobat còn méo tin cái dòng họ củ lìn ấy có thật. Trong khi đó Aloker và Alice bên lớp cá biệt luôn giành hạng nhất cả bài thi lý thuyết lẫn thực hành. Đó là lý do Ozobat nhất quyết phải giành chức vô địch trong lễ thu hoạch này Và cậu ta nhắm thẳng vào lớp cá biệt mà tấn công Năng lực dòng dõi của cậu ta là ánh đèn ảo giác Bất cứ tiếng xào sạc của cây cỏ hay dù chỉ một hòn đá cội cũng đủ gây sang chấn tinh thần mạnh cho đối phương Tuy nhiên trong lễ thu hoạch này Ozobat sẽ không dùng nó mà đường đường chính chính giành hạng nhất Như vậy mọi người sẽ bớt sợ hãi và không còn hiểu nhầm mình nữa Nhưng đến khi nhận ra thì cậu đã lỡ dùng ma thuật lên các thành viên lớp cá biệt rồi ngay khi đó tên cấp dưới Ocho xuất hiện từ sau lưng nói cậu không hề sai. Thấy vậy Ozo Bat cũng tin tưởng hẳn luôn. Đúng lúc đó cậu ta đụng độ nhỏ cờ la ra đang chiêu chiêu đi kiếm điểm. Ocho lập tức thao túng tâm lý Ozo Bat hãy hủy hoại toàn bộ bọn lớp cá biệt. Ozo Bat liền sử dụng năng lực tấn công vào cờ la ra khiến cô ngã xuống. Trước mắt cờ la ra là hình ảnh Izuma, cô lập tức chạy đến ôm lấy cậu rồi kể về việc của mình đã tin tưởng Izuma đến mức nào. Vì đã lâu không gặp nhau nhưng Izuma lại chìa tay ra đòi nước ép hoa quả vì công mình đã chơi với cô tuy trước đây có nói không cần mấy thứ đó nhưng quả thực việc ở cạnh Cờ La Gia rất cực nhọc đã khiến cậu rất mệt mỏi Cờ La Gia nghe vậy liền tối sầm mặt mũi mà gục ngã lúc này Izuma tuyên bố cô hãy lợi dụng lẫn nhau thì bất ngờ một mũi tên từ đâu bay đến xuyên thủng hình ảnh Izuma làm lộ ra đó chỉ là một con ma thú và người bắn mũi tên không ai khác chính là Izuma hàng authentic thấy cậu hét lớn tên mình Cờ La Gia xúc động quả khóc thì ra vào ban nãy Liz đã đeo tai nghe để nghe ngóng từ xa Đến khi phát hiện chỗ của Ozo Bat thì cậu lập tức cướp thính giác của một con chim gần đó. Qua quan sát cậu phát hiện gã Ocho đang xúi dục Ozone Bat hủy hoại lớp cá biệt. Nghe tin cờ la ra gặp nguy hiểm Izuma tính tức tốc đi cứu nguy nhưng chân cậu lại bị thương. Kezoji liền cho mượn hai vộ vệ của mình giúp bạn Phi tới đó. Và tất nhiên việc bí mật này không phải là miễn phí. Lít đi theo để chỉ đường cho Izuma nhưng rất tiếc ma lực của cậu đã sắp cạn. Giờ chỉ còn cách dồn toàn bộ vào một điểm thì Lít nhận ra tình trạng của cờ la ra đang rất tệ khi đến đỉnh của thân cây cậu vội chỉ ra vị trí của cờ la ra đang bị ma thú tấn công nhưng khoảng cách xa quá khiến cậu không thể tới kịp được cách duy nhất lúc này là sử dụng cung tên trong đầu izuma hiện lên một loạt suy nghĩ mông lung cậu chỉ còn một sợi lông vũ duy nhất thôi và sợ sẽ bắn chợt mất izuma tập trung hết sức vào đòn này và đã thành công tiêu diệt con ma thú sau khi izuma đến nơi thì nhỏ quá khóc mà chạy tới ôm chầm lấy cậu ozobat thấy vậy đã rất tức giận vì izuma luôn ngáng đường mình lúc này cả người của cậu ta thoát ra một luồng khí cực mạnh cậu ta quyết tâm sẽ xóa sổ cả lớp cá biệt mặc kệ có đang là lễ thu hoạch thì cậu ta vẫn sẽ ra tay không thương tiếc đúng lúc đó alice xuất hiện và bón hành cho hắn cậu tuyên bố luôn rằng không cho phép kẻ nào đụng đến bạn bè mình khi này alice nhận được thông báo cậu đã bị loại vì tấn công học sinh khác điều này có nghĩa là cậu đã phạm quy ozobat rất khoái trí liên tục cà khịa cậu nhưng giờ alice chẳng còn quan tâm gì nữa cậu vẫn vung tay đánh hắn tham vọng của cậu là được trở thành cây thương cho Izuma. Cậu cảnh cáo nếu hắn còn dám đụng đến Izuma hay bất cứ thành viên nào của lớp cá biệt thì cậu sẽ cho hắn khô máu. Izuma và Laza lập tức kéo lại cầu xin Alice đừng đi vì cậu chỉ bảo vệ bọn họ thôi. Nhưng đối với Alice như này là mãn nguyện rồi. Izuma mới là người xứng đáng trở thành vị vua trẻ. Đừng quên ngay từ đầu cậu đặt hạng Dalet đã lâu rồi không được tụ tập đủ cả ba người nên nhỏ Laza có vẻ hơi quậy xíu. Thế là Alice mời các bạn sau khi kết thúc lễ thu hoạch qua nhà mình chơi nãy giờ lít lấp bên kia bụi cỏ chứng kiến hết câu chuyện thì xúc động mà khóc như mưa giờ là lúc đòi lại cái chậu từ ozobat nhưng khi quay ra thanh niên đã biến mất không một dấu vết thì ra tên cấp dưới ocho đã bí mật phát cậu ta đi tẩu thoát rồi đồng thời cái chậu kết thúc cũng đã được hắn nộp luôn nên giờ hết cơ hội lấy lại ozobat lúc này đã cạn kiệt sức lực mà hôm nay thì là ngày cuối của lễ thu hoạch nhưng ocho đã lén thu thập và để dành toàn những nguyên liệu hiếm ngang tầm cỡ bót mà hắn thì không cần chức vô địch nên mọi thứ giao cho cậu ta hết giờ ozobat cầm chắc chức vô địch trong tay rồi bên này izuma và lít đều đã cạn kiệt ma lực mà lễ thu hoạch lại sắp sửa hết giờ e rằng cả hai nô no hốt rồi nhưng dù vậy izuma vẫn quyết tâm đi tìm bằng được ozobat vì suốt thời gian qua cả hai đã được rất nhiều người giúp đỡ và đặt kỳ vọng vào bất ngờ ông thầy bên ban tổ chức xuất hiện làm cả bọn giật mình tưởng mình thua rồi thầy sẽ bỏ lớp mặt nạ ra thì mới hoảng hồn khi đó chính là aloker và trên tay cậu là chiếc chậu kết thúc rác cũng như tất cả mọi người ở căn lều cho thí sinh bị loại đều hào hứng chúc mừng kế hoạch đã thành công đây là tuyệt kỹ lừa trong lừa cực xảo trá thì ra vào ngày thứ hai của lễ thu hoạch ngay sau khi rác bị loại cả hai cùng tiến về lều cho thí sinh bị loại đây là nơi có thể nắm rõ tình hình trong rừng nhất và hoàn toàn không có luật cấm người chưa bỏ cuộc vào đây đừng quên người bị loại chỉ có rác còn aloker vẫn đang trong cuộc chơi hai người đi hỏi dò thông tin về ozo bát từ các thí sinh ở đây và vạch ra kế hoạch tác chiến aloker tự tay chế tạo ra một camera ghi hình để truyền hình ảnh về cho rát ở trong lều thì rát quan sát nhất cử nhất động của ozobat và báo tin cho aloker thế là nhanh tay ngụy trang thành thầy giáo của ban tổ chức cướp lấy cái chậu kết thúc vì biết chúng sẽ nhắm đến hạt khởi nguồn của izuma nên aloker đã báo tin cho alit còn lúc này aloker trao lại chiếc chậu kết thúc cho bạn làm hai đứa được một phen chấn động với lại nếu không có rát ở cùng thì cậu chiến thắng chẳng có ý nghĩa gì cả rát nghe xong cúi xuống gãi đầu mà thanh niên hội học sinh còn tưởng cậu xúc động khóc. Về phía xác nóc với anh em nhầy nhụa thu được cực kỳ nhiều nguyên liệu, tỏ ra cứng rắn là thế chứ sáp nóc sắp gục ngã vì kiệt sức sau nhiều ngày không ngủ rồi. Cậu đang là người dẫn đầu với 45.500 điểm. Hai anh em nhà nhầy nhụa kia đồng đều 37.100 điểm. Kezoji thì được 36.800 điểm. Kamui 22.500 điểm và Elizabeth 20.700 điểm. Về phía lâu đài của Agazet, sau khi đã thành công đánh đuổi đám xâm lược, mọi người cùng nấu cơm cho nhau ăn đặc biệt họ muốn tặng hết toàn bộ chỗ điểm của mình cho Agazet và Goemon. Dù sao tất cả cũng đã có ý định bỏ cuộc nên mấy thứ này không còn quan trọng nữa. Đối với các họ đây là gia đình của mình và nhờ hai người bảo vệ mới trụ được đến ngày cuối cùng. Nếu vậy Goemon muốn những nguyên liệu còn lại đem nấu lẩu cùng nhau ăn. Nhân tiện Alo 12.800 điểm. Phía bên Izuma và Lit, cả hai đã đến bước cuối cùng, họ cùng nhau trồng lê dần lip. Nhưng vấn đề là giờ méo biết phải làm sao cho nó nảy mầm. Lít gợi ý hay là thử nghĩ về những người phụ trách lễ thu hoạch. Điển hình là cô dạy môn sinh vật ma tính chính là người đã tạo ra khu rừng này. Có thể cả hai sẽ phải áp dụng những gì đã được học của năm nhất. Cậu chợt nhớ tới tiết học đầu tiên của cô ấy dạy về bài dùng ma thuật khiến những bông hoa nở rộ. Nói rồi Lít đọc thần chú và làm theo, quả nhiên hạt giống đã phát sáng lên nhưng lại chẳng có gì thay đổi cả. Trong lúc hai thằng đang khóc dòng nước mắt thì thanh niên Na Phở La lôi ra cái bình tưới nước cho nó rồi chỉ trỏ. Izuma với Lít hiểu ý, lập tức đọc câu thần chú chĩa về phía hạt giống nhưng thế éo nào nó cứ mở ra đóng lại như đang trêu người vậy lít thì chả còn chút ma lực nào nữa và ali cũng hiện lên thông báo với izuma là hết ma lực luôn rồi trong cơn bế tắc có vẻ hai đứa đã suýt quên sự tồn tại của cờ la ra trong suốt lễ thu hoạch cô đã thỏa thích nô đùa cùng các ma thú nên vô tình hút rất nhiều ma lực của chúng thế là izuma ngỏ ý muốn nắm tay cờ la ra làm nhỏ rất khoái trí cờ la ra nắm lấy tay cậu rồi truyền ma sau đó bốn người cùng chĩa về phía hai vật kia nhưng trong một khoảnh khắc có làn khói đen bất chợt bay vụt lên che lấp người Izuma rồi tan biến. Lê dân Lip thì đã nở thành cây vừa đúng lúc chuông báo hiệu kết thúc lễ thu hoạch vang lên. Tất cả học sinh tập trung tại điểm xuất phát, chỉ riêng gã Ocho là lần khuất vào trong khu rừng tối. Mọi người ai nấy đều đang mong chờ sự trở lại của Izuma. Và trên tay cậu chính là nguyên liệu 100.000 điểm Lê dân Lip. Nhưng nhìn nó cứ ngu ngu kiểu méo gì ấy. Ngay cả Izuma với Lít cũng đang hoài nghi nhân sinh hai thầy cô phụ trách lễ thu hoạch lập tức chạy đến xác nhận thì vô cùng vui sướng vì nó đúng là lê dân lip nghe đến đây hai thanh niên mới đập tay nhau ăn mừng và toàn thể học sinh cũng hô hào náo nhiệt ngay cả thầy cô cũng khoái thứ này lắm luôn còn giờ nói về vụ chia điểm thì cờ la ra và na phờ la báo mình không cần điểm đồng nghĩa với việc izuma và Lít mỗi đứa 50.000 điểm khiến đám đông hô hào chúc mừng cho hai nhà vô địch đã đến lễ công bố thứ hạng để xem ai sẽ là vị vua trẻ năm nay tất cả học sinh lẫn thầy cô đều nín thở chờ đợi kết quả đang được tổng kết nhưng có vẻ đã ngoài dự đoán khi nhà vô địch lại là Ozobat với 58.000 điểm. Tất cả đều ngạc nhiên hết sức vì rõ ràng cậu ta luôn đứng hạng nhì. Ozobat mang về toàn các nguyên liệu hiếm và cậu ta đang tiến lên bục trước sự hô hào của bao nhiêu người. Mặc dù hạng nhất là thứ mà mình luôn mơ ước nhưng sao có cảm giác không thỏa đáng. Cậu cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó và tâm trí thì mờ mịt không biết có nên nhận danh hiệu này không. Về phía Izuma nghĩ về sư phụ cũng như tất cả sự cố gắng để đạt được thành quả của mình cảm giác lúc này của cậu là sự thất vọng tràn trề và thật sự muốn được giành chức vô địch ngay thời khắc đó rát đã giơ tay phản đối vì thấy khâu tính điểm có vẻ hơi sai riêng lê dần lip chia đôi là 50.000 điểm thế nhưng vẫn còn chậu kết thúc trị giá 20.000 điểm chuyện này bắt đầu làm xôn xao tất cả mọi người có vẻ ai cũng hy vọng izuma chiến thắng và tổng kết lại izuma với Lít mỗi người được thêm 1.000 điểm nữa vậy là đã vượt mặt ozobat và vươn lên đứng đầu Bên này Ozo Bat ngỡ ngàng không hiểu tại sao mình đứng vị trí thứ ba lại cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Ozo Bat đã nhận ra mình luôn ghen tị với lớp cá biệt vì thèm muốn được trở thành tâm điểm chú ý giống họ. Nói đúng hơn là luôn kính nể họ. Nghĩ rồi Ozo Bat tiến lại gần cúi đầu xin lỗi chỉ vì mải theo đuổi chiến thắng mà đánh mất bản thân. Tuy trí nhớ mờ mịt nhưng cậu biết mình đã làm những việc đi quá giới hạn. Izuma không hề trách bạn vì Ozo Bat chỉ nghiêm túc thi đấu hết sức thôi. Rồi dần dần các bạn học sinh khác cũng súng vào khen Ozo Bat thật tài giỏi và họ nhận ra cậu không hề đáng sợ như trước đây từng nghĩ. Qua vụ này cũng biết tin đồn Ozobat tôn thờ hạng nhì là tin vịt. Trong khi đó hội trưởng Ameji đang xấu hổ mà còn bị đứa bạn đẩy lại. Về phía Izuma, cô muốn chúc mừng cho Izuma và thắc mắc cậu có thứ gì muốn đưa cho mình không. Thì bất ngờ Nafla nhảy ra trước mặt muốn đập tay với chị. Hóa ra hai người có quen biết nhau hay nói đúng hơn, Nafla là học sinh năm nhất gia nhập hội học sinh mà cô mới chiêu mộ. Cậu ấy làm cho bên ban quản lý nên chỉ trà trộn vào lễ thu hoạch và có chức năng trợ giúp dùng bình tưới cầu vồng khiến lê dần líp nở rộ đây là bí mật mà năm nào nhà trường cũng nhờ một học sinh giúp đỡ bất ngờ cái cây nó phát ra tiếng hai cậu vất vả rồi làm izuma và lít sốc ngang cái cây thú nhận rằng chưa từng nghĩ sẽ có người thu hoạch được mình nên điều kiện đặt ra hơi tùy tiện đó là theo trình tự giải mã bài hát đến thử thách lấy hạt rồi giải cứu na la, đến thử thách lấy chậu và cuối cùng hợp thể nhưng nó có mang những ý nghĩa như không bị trói buộc bởi lợi ích trước mắt biết nghĩ cho người khác với tuân theo tham vọng bản thân và bằng mọi giá không bỏ cuộc. Sau khi giải thích xong, nó bay lên trời ban cho tất cả cùng xem một loài hoa chưa từng xuất hiện ở ma giới. Lê dân Líp đã nổ tung giữa bầu trời tạo ra thứ ánh sáng màu hồng chói lóa và toàn bộ khu rừng ngập tràn trong hoa anh đào. Tất cả mọi người đều rất ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tuyệt trần của chúng. Nhưng Izuma phải dừng khoảng chừng 2 giây vì trước đây cậu từng làm nở ra cái này rồi. Ngay sau đó thầy hiệu trưởng đã đến rồi biến cho hai đứa khoác lên mình bộ đồ của vị vua trẻ rồi lễ trao giải được bắt đầu hai học sinh vô địch sẽ đứng lên giữa bục và cùng được thăng lên hạng Dalet. phía dưới khán đài hào hứng của vũ nồng nhiệt thầy ca lên cướp mic thông báo học sinh đạt hạng 3 ozo được thăng lên hạng gmail học sinh đạt hạng 4 sáp nóc cũng được thăng lên hạng gmail anh em nhà nhầy nhụa cũng tăng từ hạng Alep lên Gmail. Thấy Izuma đã chung hạng với mình thì Alice rất vui, còn cờ la lại cảm thấy ghen tị. Tiếp theo là Agazet với Goemon, cả hai cũng có thành tựu đáng nể đặc biệt còn giúp đỡ các bạn khiến lễ thu hoạch lần này có ít học sinh bỏ cuộc nhất lịch sử, vậy nên cũng được thăng hạng Gmail. Chưa hết về phía đội nữ vương, họ cũng thành lập cả một vương quốc ma thú mà trước nay chưa ai làm được. Thế nên Kezoji và Kamui cũng thăng lên hạng đó. Và cuối cùng là Elizabeth được lên hạng Beth. Kết thúc buổi lễ là màn ngắm hoa anh đào và những học sinh lớp cá biệt được các giáo viên đặc biệt khen tặng. Lúc này Izuma và Liz đang ngóng xem sư phụ của mình ở đâu. Bất ngờ từ trên cao ba chi cô nhảy xuống mắng thằng đệ tại sao ngày đầu lại ăn hết cả nguyên liệu như vậy. Nhưng cô vẫn phải khen cậu làm rất tốt khiến Izuma cũng rất mừng. Sau đó tất cả học sinh năm nhất tập trung ở giảng đường ăn mừng. Sáp nóc khoe với hai anh em nhà nhầy nhụa rằng ba Lam chính là sư phụ của mình. Lúc này cả bọn mới ngớ người, hóa ra đã nhận nhầm sư phụ. Về phía Ozobat, cậu cảm thấy hình như trong lúc tham gia lễ thu hoạch, cậu đã hoạt động cùng ai đó nhưng không thể nhớ được. Và thằng bạn cũng bảo là làm gì có ai toàn trường đang tổ chức tiệc ăn mừng cho hai vị vua trẻ. Ấy vậy mà thanh niên Izuma còn lôi cả hai đứa bạn thân lên đứng cạnh vì đã nhớ họ quá rồi. Về phía sáp nóc đang méo hiểu kiểu gì tự nhiên nhặt được nhỏ này cứ bám sau mình. Thì ra là tại sao khi bình tĩnh nghĩ về chuyện mình được gọi là nữ vương, Kezoji thấy xấu hổ muốn đội quần. Trong khi đó các thầy giáo đang triển khai để đi tìm một kẻ khả nghi nào đó mà vừa rồi có hỏi nhưng Ozobat chẳng nhớ gì. Nhân tiện đây là lần đầu tiên thầy Kalego không mắng đám học trò ồn ào vì biết chúng đã cố gắng rất nhiều rồi đang bình thản nhâm nhi ly rượu thì méo hiểu sao lại bị triệu hồi thành sử ma đấy không làm thầy cáu thì chắc không chịu nổi kết thúc lễ thu hoạch mỗi gia đình đều tổ chức một bữa tiệc chúc mừng cho con cháu mình thi xong các thầy cô cũng không ngoại lệ làm một buổi yến tiệc mừng hoàn thành kỳ thi với rất nhiều món ngon một vài giáo viên vắng mặt vì người thì bận công việc người thì không uống rượu riêng thầy Kalego không bao giờ có mặt trong các buổi ăn uống cùng đồng nghiệp nhưng đột nhiên hôm nay thầy ấy lại xuất hiện như một kỳ tích điều này làm thầy ba lam xúc động phát khóc chuyện là Kalego đang tính chuồn về thì bị thầy Ba Lam giữ lại rồi lôi tới buổi tiệc. Vừa mới nghe câu chiều hôm nay do hiệu trưởng chiều đãi, lập tức Kalego cho gọi rượu đại hắc ma cảnh đắt nhất thực đơn. Nhưng thầy Ba Lan tử lượng rất tốt, còn thanh niên Robin thì skill kém quá chưa cho uống được. Thầy Ma Bát đang tính gọi thịt chích cần làm đồ nhắm, thì đột nhiên nhớ thấy hình ảnh sử ma Kalego là bắt đầu rén. Ma Bát là người phụ trách môn tra tấn học. Chị gái của thầy chính là người quản lý Akudo, mà nhắc đến họ hàng thì tội nghiệp cô Momonoki nhất cô bị cô ông nội dựng cả tường chắn để canh cháu gái vì ông cho rằng chỗ này toàn mấy thằng được dựa cục xúc nhưng thanh niên robin ngây thơ cứ chạy đến kéo cô lại uống rượu đang yên đang lành tự nhiên lại được ngồi cạnh thầy calego khiến nhỏ ngượng ngùng đỏ bừng hết mặt robin hỏi hồi còn là giáo viên mới đến cảm giác cô như nào momonoki liền đáp thầy calego là người hướng dẫn mình thanh niên lại tò mò hỏi vậy thì giáo viên hướng dẫn thầy calego là ai nhưng không ngờ đó lại là giáo viên điều hành dantali làm mọi người rất sốc ngay từ hồi mới vào Calego đã rất lạnh lùng nhưng bù lại thầy hoàn thành công việc vô cùng nghiêm túc. Vài tiếng trước trong lễ khen thưởng, Lít tìm mãi mà không thấy thầy Robin đâu. Trong khi đó, thanh niên Ocho đang ung dung chạy trong rừng tự thưởng cho việc đã trà trộn vào dễ dàng. Hắn đã xóa sạch ký ức của Ojobat về mình và đang sung sướng cực độ vì mình mới chính là người đứng hạng hai kỳ thi. Mọi người không hề hay biết tôn giáo tán dương sùng bái số 2 ở ma giới có tồn tại và Ocho thuộc tôn giáo đó. Thầy Robin lúc này đang đứng tít trên đỉnh ngọn núi đã phát hiện mục tiêu và báo cáo với thầy Calego. Calego quyết sẽ không khước từ bất cứ kẻ nào dám đột nhập vào quậy phá trường mình. Robin liền sử dụng năng lực dòng dõi tập trung vào một điểm và không bao giờ bắn trượt được. Mặc dù Ocho đã tung ra ma thuật bí mật cấp cao để ngăn trở nhận thức nhưng vẫn ăn chọn mũi tên và tạm tha cho hắn nhưng chắc chắn sẽ không có lần thứ hai nếu gã định tiếp tục giở trò. Mà hiếm khi được thầy Calego khen ngợi nên Robin vui lắm uống lấy uống để. Đến với đại hội bingo, Mọi người sẽ tra con số trên tờ giấy xem có giống ban tổ chức không để nhận giải thưởng. Ba Lam chợt nhận ra Kalego đã trúng bingo thì vội lớn tiếng thông báo bởi phần thưởng dành cho hạng nhất là cái tên thầy ghét nhất. Tại một nơi âm u tối tăm nào đó, Ocho đang trong tình trạng đang bị thương nặng. Hắn đã về báo cáo với chủ nhân rằng trong số đám học sinh năm nhất của ngôi trường ấy có vài tên có xu hướng gần với trở về nguyên tổ, đặc biệt là bọn ở lớp cá biển. Và xếp của hắn không ai khác chính là gã ban. Tên ban lập tức đạp vào đầu hắn cái tội để máu làm bẩn sàn. Ocho nói mình đã gắn một chiếc mic lên áo Izuma ngay từ lúc mọi người đang đổ xô chạy vào rừng khi lễ thu hoạch bắt đầu. Hắn còn tự mãn khi thấy cái bản mặt cậu ta lúc bị chúng ảo giác rơi xuống vực. Nghe đến đây Kijio lập tức đề ra hỏi hắn đã làm gì Izuma, còn đe dọa cấm được đụng vào thằng bé chỉ để tiêu khiển vì nó là hàng của ta. Ban liền mở đoạn ghi âm những gì Izuma đã nói ra, thì đập thẳng vào tai ba người là câu nói mình là con người. Vậy là phán đoán của ban đã hoàn toàn chính xác. Sullivan đã đến nhân giới trái phép và đưa Izuma tới đây nghe tin izuma là con người thanh niên kizito bắt đầu khoái khoái chảy nước miếng chảy nước miếng hắn đang rất háo hức muốn được thấy vẻ mặt tuyệt vọng của izuma khi bị mình nhai nuốt lễ thu hoạch mới chỉ là sự bắt đầu cho một cuộc săn mồi mà mấy tên này chuẩn bị bày ra quay trở lại với buổi yến tiệc của giáo viên chỉ có kalego ba lam với cô momonoki là còn tỉnh táo ra về còn thầy jobin sẽ là người chịu trách nhiệm với cái đám say bí tỉ này hôm nay đột nhiên izuma đang xin ông một thứ gì đó làm ông Sullivan xúc động khóc như mưa vì lần đầu đứa cháu biết xin sỏ. Hóa ra thứ mà cậu đang muốn xin là máy chơi game cầm tay. Thấy vậy ông định mua cho cậu cả 666 cái. Izuma liền đem tới nhà lít chơi mà không hiểu sao nhà cậu ta có một căn phòng gì rất nguy hiểm phải im lặng đi qua. Lần đầu vào phòng lít, Izuma khá cho ngược với mọi thứ trong này. Hai người cùng ăn uống và chơi game với nhau. Lít hướng dẫn Izuma chơi game từ bước cơ bản nhất như chọn và đặt tên nhân vật. Rồi đột nhiên cậu ta hỏi Izuma thích kiểu con gái như nào vì đang muốn tâm sự về bạn khác giới. Thanh niên đoán chắc Izuma cũng tò mò lắm nên đừng giả bộ ngây ngô nữa. Nói rồi liền lôi vũ khí bí mật dưới gầm giường ra, đó là một quyển sách 18 cộng. Izuma cũng thừa nhận đã từng xem mấy thứ này. Nhưng cậu đều đốt hết rồi và nhất định không lấy về vì sợ ông biết. Hai đứa cứ cãi cọ ồn ào mãi làm người ở bên trong căn phòng hồi nãy tức điên lên phá cửa xông vào. Thì ra chị gái Lít hôm qua mới đi xem mắt thất bại, rồi lốc rượu say bí tỉ nên giờ đang rất đau đầu. Izuma vừa run vừa lễ phép giới thiệu bản thân. Chị gái chợt nhận ra có khách thì vội đi tút tát lại nhân sắc rồi hỏi cậu có anh trai không. Lít thấy vậy liền đuổi bà chị ra ngoài. Nhưng khi nghe tin Izuma là cháu trai hiệu trưởng, chị lại thay ngay sang bộ đồ phong cách dễ thương để tán tỉnh Izuma. Thế là Lít đã trói bà chị lại nhốt về phòng, rồi cảnh cáo bà chị đừng có thấy Izuma trong sáng mà giờ trò bắt nạt. Bởi đối với Lít, Izuma như đứa em trai vậy hồi trước cậu là một đứa thích đơn độc không bám cái gì lâu vậy mà giờ đã thay đổi khiến bà chị lại nổi hứng trêu chọc vậy thì lít cũng thừa nhận luôn mình vô cùng thích các bạn học cùng lớp rồi quay về phòng chơi với izuma tiếp lúc này izuma nhận xét bạn đã giúp đỡ mình rất nhiều hồi lễ thu hoạch lít vui tính hay dạy mình nhiều điều bổ ích rồi izuma chốt nhẹ một câu thấy cậu giống như em trai mình vậy thế là hai đứa cãi nhau trí chóe mà lần đầu tiên thấy izuma bảo vệ quan điểm ngoan cố như vậy Hôm nay Izuma vừa đọc vừa diễn cảnh của bộ manga hồi ức mối tình đầu cho Ameji nghe. Chị rất say sưa còn vỗ tay hưởng ứng như thật. Mà nhớ lại thì mình vẫn chưa thưởng gì cho em ấy về vụ lễ thu hoạch. Trong khi tập truyện hôm nay có cảnh nữ chính đang nấu bánh ngọt cho nam chính ăn. Cô liền nói tự dưng lại có hứng nấu bánh ngọt. Nhưng đáng tiếc ở nhà toàn bị bố cấm vào bếp, chẳng hiểu sao. Thấy vậy Izuma rút chị qua nhà mình. Chớp mắt một cái Ameji đã có mặt tại phòng bếp của nhà Izuma luôn rồi. Sau khi chuẩn bị đồ đạc giúp xong anh OP ra rời đi. Đến giờ chỉ còn hai đứa ở riêng, Ameji vô cùng lúng túng. Còn Izuma thì rất vui vì đây là lần đầu tiên được làm cùng chị. Hai người đọc theo công thức OP đã viết sẵn mà làm theo. Trong khi anh OP đang lén lút quan sát vì không an tâm, thì hú hồn chim én, Izuma ném nguyên tảng bơ vào bát. Cứ nghĩ Ameji sẽ nhận ra sai lầm của nhóc, nhưng không, bà chị còn đổ nguyên tải đường vào. Tóm lại thì từ nhỏ Izuma đã sống theo kiểu sinh tồn nên cứ có nguyên liệu gì cậu đem vô luộc hết ameji thì hồi nhỏ đã từng làm bánh cho bố ăn và kể từ đấy bị cấm vào bếp luôn nghe là hiểu độ ngon đến đâu rồi thế nhưng vì để con gái vui lên bố của ameji vẫn vui vẻ khen ngon quả trứng thì izuma đập cả vỏ vào vì sống theo chủ trương tiết kiệm còn ameji nhào bột kiểu gì mà vỡ đôi cái bàn bếp nhờ sự nhiệt tình của hai đứa khiến căn bếp nổ tung và trở thành được một mớ hỗn độn anh op ra liền mắng hai đứa không biết gì từ những cái cơ bản của nấu ăn cả ngoài việc làm cẩn thận đúng trình tự thì nấu ăn còn phải đặt tấm lòng vào và nghĩ đến gương mặt tươi cười hạnh phúc của người nấu cho mình thế là op ra hướng dẫn tỉ mỉ từng bước một izuma còn tiếc đống vỏ trứng đến nỗi phát khóc luôn thấy một cái lọ bị niêm phong cậu tò mò mở ra thử thì bất ngờ một thứ bóng đen sổ ra tấn công may là op ra kịp thời ngăn chặn và đọc thần chú nhốt vào lại nhưng thánh tò mò của chúng ta lại lỡ mở thêm cả đống lọ nữa rồi cuối cùng sau một buổi vất vả anh Opeza đã hoàn thành xong những chiếc bánh quy có in mặt những người bạn. Izuma muốn gói lại tặng những người hay giúp đỡ mình. Rồi cậu tò mò hỏi chị Ameji định tặng ai làm cô ngượng ngùng đỏ mặt. Bất ngờ chị nhấc bổng Izuma đặt lên bàn nói muốn tặng quà theo hướng từ dưới lên và bàn tay vô cùng run rẩy. Chị chúc mừng cho lễ thu hoạch của Izuma đã thành công. Hai người đều bối rối nhìn nhau mất một lúc. Ngay sau đó Izuma rất vui về món quà này. Hôm nay Su Lì Van mời ba cô qua nhà ăn uống vì cháu nó đã bỏ nhiều công sức huấn luyện Izuma được ông khen làm cô rất ngại ngùng nhưng khi Sullivan nhận xét cô có thực lực ngang hàng với thập tam quan thì ba chi cô không dám nhận cô rất kính nể sức mạnh của mọi người trong đấy chỉ trừ mỗi con nhỏ tóc trắng mỗi khi hai người gặp nhau là như lửa với nước đấu đá ca khịa nhau trí chóe ba chi cô vốn không giỏi nói chuyện với mọi người nên lúc đầu ông cũng hơi lo cô sẽ không nhận lời huấn luyện izuma quả thật ban đầu ba chi cô có hơi thất vọng về thằng nhóc đó nhưng giờ thì khác izuma chính là đệ tử số một của cô Câu mà càng được ông khen nhỏ lại càng đỏ ửng tai. Nhớ lại ngày xưa ba chi được chính tay Sullivan cải cho chiếc nơ xinh xắn lên trước ngực, khiến cô rất quý ông. Nhưng ngay khi bàn ăn ngọt ngào được dọn dẹp thì bầu không khí căng thẳng đến tột độ đã mở ra. Ba chi cô còn sử dụng cả ma thuật cấm nghe lén. Sullivan thông báo thớt tin dinner đợt tiếp theo sẽ bị hoãn lại. Do dạo gần đây liên tiếp xảy ra những vụ các ác ma cấp cao có sức ảnh hưởng đột ngột mất tích. Và ông đã nghi ngờ đầu sỏ của sự việc này chính là tổ chức thực hiện mọi phi vụ tà ác lục chỉ chúng. Bachiko nghĩ rằng đã đến lúc sử dụng cánh cung mạnh nhất, nhưng hóa ra ý Sullivan không phải vậy. Vào thời điểm ma giới đang lung lay hỗn loạn thì các nhà giáo nên tập trung vào dạy những kiến thức tốt nhất cho học sinh. Ông muốn nhờ ba Bachiko tiếp tục dạy dỗ cho Izuma vì nhóc ấy là con người. Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây, ba Bachiko như váng cả đầu vì đây là lần đầu tiên cô được nghe tin này. Ông cho cô hai sự lựa chọn, một là xóa hết ký ức về cuộc nói chuyện vừa rồi, hai là cùng nhau bảo vệ Izuma nhưng nhỏ còn chưa kịp trả lời thì cậu đã tiến vào phòng hỏi về bữa sáng. Lúc bấy giờ ba chi cô mới nhận ra một kẻ không phải ác ma như thằng nhóc này mới đủ tư chất làm đệ tử của mình. Vậy nên cô quyết định từ nay trở đi sẽ chăm sóc cậu cẩn thận. Cơ mà Sullivan thắc mắc ba chi cô xem thằng cháu yêu quý của mình như người hầu sao. Thanh niên còn khoe mình có giặt rũ và dọn dẹp nữa. Phe này toang bà sư phụ rồi. Ăn bữa sáng no nê xong Izuma được cờ la ra và ông quản gia của Alice tới gọi đến dinh thự nhà cậu ấy chơi. Nhà của ông Sullivan vốn đã to rồi vậy mà dinh thự của Alice cũng nguy nga không kém. Vừa mới vào nhà người ta, ra đã khoác lên người bộ trang phục đội trưởng đội đột kích. Rồi con bé chạy tùng lum, ngó nghiêng hết phòng này phòng nọ. Đến nỗi còn trượt ván trong sân như đúng rồi. Thấy cái chung vại trên cao con bé trèo lên nghịch còn dù Izuma lên chung. Nhưng ngần đó chẳng bỏ để Alice bận tâm cả. Bởi hiện tại cậu đã ngang hạng Dalet với Izuma. Bị sỉ nhục là đứa kém một hạng làm con bé suy sụp tinh thần như bị chôn vùi xuống tận đáy xã hội vậy. Ai bảo trước đây cứ cà khịa người ta không được trung hạng với Izuma cơ. Đã vậy nhỏ liền khoe mình được chơi đùa với Izuma phiên bản bé xíu. Nghe đến đây Alice lập tức ghen tị. Thế là hai đứa choảng nhau ầm ĩ. Lúc này Alice đã chuẩn bị sẵn bánh kem đặc biệt mời các bạn xơi Sau đó Izuma và ra được tham quan phòng Alice. Mà thanh niên này sưu tầm toàn các bài báo và kỷ niệm thành tựu về Izuma dán đầy tường. Cậu còn cho hai người cưỡi thử lên con mãng xà gogol gô của mình. Trong lúc cả bọn chơi game cùng nhau, Izuma xin đi vệ sinh một chút. Được vui chơi và nói chuyện với Alice và Clara, cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Thế nhưng cậu vẫn còn một bí mật che giấu hai người bạn quan trọng. Dù rất muốn nói ra nhưng nghĩ đến việc bị họ chối bỏ Izuma lại sợ. Trong lúc đang mải suy nghĩ mông lung có một thứ gì đó tiến sát lại gần từ đằng sau. Thì ra đó là mẹ Alice, mới gặp thằng bé thôi mà bà cô đã chào đón nồng nhiệt ôm vào người nựng nịu. Bà hỏi cậu đang có chuyện gì muốn nói sao? Thì Izuma giải thích rằng đó là một bí mật mà cậu không muốn che giấu với những người bạn quan trọng của mình. Mẹ của Alice liền nói rằng không cần thiết phải thổ lộ hết bí mật của mình ra cho mọi người. Tình yêu là đôi bên phải cùng cảm thấy hạnh phúc, nên cậu không hề có nghĩa vụ phải nói ra nếu như bí mật đó thật sự cần che giấu. Không hề có chuyện nếu giấu kín bí mật thì ba đứa sẽ không còn là bạn của nhau. Một phút sau Izuma đã quay lại phòng nhưng với bộ dạng hoàn toàn khác do mẹ của Alice trang điểm. Còn lúc này đây cậu có chuyện rất quan trọng muốn nói với hai bạn bầu không khí bắt đầu thay đổi. Izuma kể hết về những gì mà các bạn đã giúp đỡ mình trong lễ thu hoạch. Và cậu thật lòng cảm ơn khi có cờ Laza và Alice làm bạn. Đó là điều vô cùng hạnh phúc đối với cậu. Hiện tại đó là những lời từ tận đáy lòng mà Izuma muốn cho họ nghe. Cậu mong một ngày nào đó sẽ có thể nói hết tất cả sự thật và cả ba vẫn là những người bạn thân luôn sát canh bên nhau. Vậy là hiện tại trong lớp đã có ba người Alice, Izuma và Lid đặt hạng Dalet. Tuy nhiên mọi người cũng đừng quên điều kiện để không bị đuổi khỏi phòng học Soi ở One là tất cả đều phải đặt hạng Dalet. Sắp tới họ sẽ phải đối mặt với bài thi tăng hạng cuối cùng của năm nhất, đó là lễ hội âm nhạc. Mọi người đang cùng nhau bàn kế hoạch giúp những bạn còn lại có đất diễn để tất cả cùng đủ KPI. Nhưng Izuma lại cảm thấy hình như có gì đó rất quan trọng bị thiếu thiếu. Thì ra là cậu bạn soi đang hạng bét cũng là một thành viên của lớp cá biệt. Cả lớp vô cùng ngạc nhiên ngỡ ngàng đến bật ngửa hoàn toàn không nhớ về sự tồn tại của thanh niên này. Và bộ phim đến đây là hết rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi đừng quên bấm nút đăng ký kênh bấm chuông để chờ những bộ phim mới nhất nhé